cái công việc chính mà học tốt nghiệp xong đó là nghề đạo diễn sân khấu, trôi nổi qua nghề dạy. Và khi mà trường quyết định chọn cái trường mà mình học, người ta muốn cho mình đi dạy, người ta phải gửi mình đi học một cái khóa sư phạm là mình mới về mình dạy. Ví dụ như cái nghề viết kịch bản, rồi cái nghề diễn viên, thì rồi cái lúc mà được đi dạy lại thì cũng làm song song mấy cái công việc như vậy. Thành ra bây giờ nếu mà nói là cái nghề chính thì quá là nhiều nghề. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Chào chị khỏe không? Chào em, chị phải khỏe thôi. Chị tới ngày nay chị vẫn viết kịch bản và làm trong ngành phim, tại sao chị vẫn theo cái ngành này? Mà tại vì nếu mà chọn trong mấy cái job mình đã làm á, nếu mà mình được chọn lại ba trong những nghề đó đó, thì cái viết kịch bản phim nó không nằm trong đó. Nó không làm nằm trong cái mà mình yêu thích. Mình sẽ có thể bỏ mấy cái khác để mình tập trung vô cái chuyện viết kịch bản phim không. Nhưng mà bạn biết là kịch bản phim nó là dính vô một cái công nghệ rồi, và nó thuộc loại nghệ thuật tổng hợp rồi, nó cũng giống nghệ thuật sân khấu là nghệ thuật tổng hợp, nhưng sân khấu nó ít có cái tính công nghệ bằng bên phim nữa. Thành ra là khi mà, tại vì phải nói thêm một cái lịch sử trước 75 á, là mặc dù mình á, bây giờ phải trở lại một cái gốc là cái mình ở trong một cái gia đình mà đi trôi nổi suốt là nhiều nơi. Bây giờ trở về cái gốc xuất phát á, thì cái gia đình chị cực kỳ đặc biệt vì một cái hoàn cảnh đặc biệt vậy đó, thành ra là trôi nổi rất là nhiều tỉnh. Và khi một trong những cái tỉnh mà chị ở lâu là tỉnh Phan Thiết, và chị có tạo một cái thành tích cũng chấn động trong cái lứa tuổi chị, là năm đó chị về chị đậu thủ khoa. Khi đậu thủ khoa có nghĩa là em giỏi đều các môn, toán cũng giỏi, văn cũng giỏi, và nói chung mấy cái mà thậm chí em biết chị còn nhớ cái câu đề lúc đó là ra về khí hậu Việt Nam, chị vẽ, chị chơi vẽ nguyên cái bản đồ Việt Nam trong cái bài thi luôn để chị cho biết lúc nào gió mùa đông bắc sao sao đó. Thành ra là khi mà chị đậu thủ khoa rồi đó thì sẽ học 4 năm, đi tới cái năm đệ tam là năm phân ban, thì chị chọn ban toán. Nhưng mà chị đã dính líu tới nghề viết lách, thậm chí in báo từ lúc chị học tiểu học. Là nguyên nhân đó là cái năm cuối cùng của cái lớp của bậc tiểu học, bây giờ là lớp 5, hồi xưa là lớp nhất đó, thì cái cô giáo lúc đó là cô Quách Thị Hồng Hà đó, bây giờ cổ là chết rồi đó, hồi đó cổ bắt viết nhật ký để cô chấm điểm. Thì những cái đoạn nhật ký của chị cổ thấy thú vị, và chính cổ gửi đăng báo cho chị ở những cái trang gọi là trang bây giờ kêu là trang búp bê, trang nít viết, trang thiếu nhi á, cho cái tờ công luận á. Thì chị đăng lúc đó thành ra lấy cái tên là Ngọc Minh chứ không phải lấy tên Nguyễn Thị Minh Ngọc. Và từ từ cái trớm đó, cái chị viết, chị đăng từ văn, rồi cái văn nó nằm, cái tòa soạn nó nằm ở dưới con cái tờ văn của người lớn ở trên lầu á. Chị nói ô mình có thử mình gửi lên sao, thì chị gửi lên báo của người lớn, là lúc đó của mấy người thuộc loại là sinh viên đại học rồi người ta vẫn đăng đó. Thì chị cũng được những cái chuyện đầu tay mà cũng thấy thấy độc giả, tôi cũng thích. Thành ra đó là trước 75 một kiểu nào đó chị được là gọi là thành danh đi trước 75. Bởi vì sau 75 chị vẫn còn fan nhiều lắm. Bây giờ fan chỉ là cỡ tuổi chị không á. Thậm chí người ta cũng những cái buổi mà chị tiếp xúc khán giả đó, người ta cũng đi kiếm mình, người ta nói ô hồi xưa cô viết khác, rồi hồi xưa thấy cô thường có một cái ông nhà văn đó, ông lấy cô giống như là một cái mẫu để ông viết đó, thì sau thấy hai người ông cưới nhau, đại khái người ta cũng có những cái tò mò vậy đó. Thành ra đó chị gắn lâu với cái công việc sáng tác truyện ngắn, và lúc đó cũng chuẩn bị viết truyện dài rồi, thì 75 vô, thành ra 75 vô là coi như là bỏ một thời gian gần như không có sáng tác nữa mà đi trôi nổi. Là lúc đó em biết là thi vô đại học nó rất là khác, Khó khăn nó nhỉ. khác bởi vì cái đầu tiên cái khác đó, là trước 75 chị được học các loại triết học kể cả Marxist. Về sau 75 chị dẹp hết các loại triết học, mà triết học nó trả lời ba câu hỏi là con người ta từ đâu tới, tới để làm gì, và tới xong rồi đi về đâu. Các loại triết học, các loại tôn giáo để trả lời cái câu hỏi đó thôi, tới chết rồi anh xuống thiên đàng hay địa ngục bên sau đó, đều lý giải đúng ba câu hỏi là con người từ cái chỗ nào tới, và tới để làm gì, và tới xong rồi đi về đâu, và chết xong có linh hồn hay không hay mọi thứ.
thì sau 75 thì nó lại đụng vô cái loại triết học khác, đó là chưa kể đó. Chị lại được quơ đi dự một một cái lớp gọi là cái lớp quơ những người viết trước 75 đi học, thì chị vẫn cái tên chị vẫn còn trong cái bài ghi chép của một cái nhà văn nổi tiếng trước 75 mà ông chết rồi là ông Hoàng Hải Thủy. Tại vì chị học cái đợt hai, tại vì trước đó là có lúc là chị học ở ngoài Huế nữa, học đại học ngoài Huế nữa. Thành ra chị trong lúc người ta học đợt một là những người rất là cực kỳ nổi tiếng thì chị không có đi, nhưng mà qua cái đợt hai thì chị cũng đi ghi danh đi coi thử nó làm sao, tại chị cũng được trong danh sách có đăng truyện trước 75 trong mấy cái tờ như tờ Văn là có trong danh sách để người ta muốn cho mình đi học để người ta coi về giới thiệu về cái cách viết mới và đồng thời giống như ghi chép về những trước 75 mình đã có những cái suy nghĩ khác gì như cái thời sau 75. Thì Nhưng ông mà Hoàng cái Hải Thủy lúc ông mà nhắc chị tới đang chị. lúc lúc mà chị đang lớn lên như vậy đó là trong đầu chị cái ngành chính của chị muốn sau này làm trong cuộc đời chị là ngành gì? Thì tại vì thiệt ra đó chị cũng rất là ngẫu nhiên, bởi vì khi một người mà đã giỏi nhiều ngành á nghĩa là thì có nhiều hướng đi lắm, em hiểu không? Thành ra thiệt ra đó cái lúc mà chị xong lớp xong cái bậc trung học á thì chị định đi thi về kiến trúc, chị khoái trong kiến trúc. Nhưng mà lúc đó ông anh chị, ông anh đầu chị á, giờ ông mới mất năm năm ngoái vừa rồi á, ông lại học bác sĩ và ông tốn rất nhiều tiền mua sách vở. Thì nhà chị đông anh em lắm, chín anh chị em, thì ổng muốn rằng trong đám đàn em có một cái đứa nào nó xài cái mớ sách này để cho nó đỡ uổng tiền. Thành ra đó thì cái năm đó, đó cái năm mà chị xong lớp 12 á, chị ra Huế chị chơi, chị thấy có lớp gọi là thi dự dự bị y khoa, chị thi giỡn thôi mà rồi xong rồi chị bay về Sài Gòn chị đi học cái lớp vẽ phong độ của trường kiến trúc. Chị còn nhớ chị gặp anh Minh Bò là con của ông Trần Nhân Thê á, lúc đó ổng còn nói ồ anh học văn thì này khái là anh cao tới đây thôi rồi học các loại khác, nghĩa là không có cái gì bằng kiến trúc, nghĩa là kiến trúc là giống như nó tổng hòa những cái trí thức của nhân loại vậy đó. Thành ra là chị cũng rất là hào hứng như vậy, thì đang đi học cái lớp vẽ phong độ thì ngoài Huế báo là đậu rồi phải đi ra học, em hiểu không? Thành ra may mà có một năm rồi chị stop, chị về Sài Gòn để chị lại nhảy vô Văn Khoa là một, với lại cái trường kịch nghệ và điện ảnh, một cái trường đại học tư đó, chị cùng lớp với anh Trần Quảng Nam mà tác giả 10 năm tuần vũ á, là ảnh là quốc gia nghĩa nghĩa nghĩa, nghĩa sĩ, thành ra là ảnh đi Mỹ trước ngày 30 tháng 4. Ảnh bên kỳ đó gặp mới gặp lại mấy người bạn cùng lớp với mấy người đó, còn nhớ là Minh Ngọc ngồi cái bàn thứ tư nữa là cái chuyện mà trước 75 á. Ok, thế là bây giờ trở lại cái chuyện là đi học á, nghĩa là trước khi mà chị vô lại cái trường sân khấu mà chị học đạo diễn á, thì bây giờ chị nhắc lại ok chị nhắc lại cái chuyện ông cái lớp mà có ông Hoàng Hải Thủy ông còn ghi chép lại á, thì ông còn ghi về ô có cô ca sĩ này kể cái này, cái cô này kể cái kia, nhưng mà ông ghi chị ở một cái vai trò rất là vô thưởng vô phạt, ông còn ghi là có em Minh Ngọc ngồi ghi chép, thì lúc đó chị muốn cho nó được khách quan á, chị xí làm thư ký để chị ghi chép những cái lời phát biểu của những người của tới dự cái lớp học đó, từ mấy người đi tới giảng cái lớp đó cho tới những cái người gọi là họ kể lại hồi trước 75 hồi làm cái gì á, thì chị chỉ làm cái công việc ghi chép thôi, nhưng mà chị nghĩ đó là những cái giây phút lịch sử nó rất là thú vị, có thể người ta nói thật, có thể người ta nói 50% sự thật, nhưng ít ra khi người ta nói thường bỏ vô cái tình huống con người bộc lộ cái tính cách, thì Đúng rồi. nhờ những cái đoạn đó thành ra ông Hoàng Hải Thủy ông mới ghi lại những cái tính cách của những người mà trong cái lúc rối ren á người ta bộc lộ ra, và chị là người ngồi ghi chép, và bây giờ chị cũng vui là ổng vẫn còn nhớ chị như một cái con nhỏ ghi chép như vậy. Ok rồi thế là sau 75 chị thi vô nhiều trường lắm, thi thử vô mấy trường đại học khác, tại vì cái trường chị là nó sập tiệm cái trường đại học mà chị nói chị học điện ảnh ông Đặng Trần Thức này, chị học kịch Nông Vũ Cát Quan nè, và nhiều đây nó dính tới một cái điều mà em thường quan tâm tới những người khác là cái tính cách người Việt Nam là như thế nào, thì chị được học cái bài về tính cách người Việt Nam của thầy dạy đó là ông Khải, ông có soạn cái cuốn về lịch sử sân khấu Việt Nam mà bây giờ cũng có nhiều người còn giữ đó. Thì cái chuyên đề ông nói chuyện khi chị theo cái lớp sân khấu và điện ảnh đó đó là cái chuyên đề về tìm hiểu muốn làm một cái bộ phim
mang coi như là nhãn hiệu Việt Nam, made in Việt Nam, thì ít ra cũng phải hiểu cái bản sắc người Việt Nam là gì. Thì chị còn nhớ cái điều mà nó động lại trong chị mãi cho đến bây giờ đó. Em biết là tính cách một dân tộc á, thì nó có những cái điểm chung, nó có những cái điểm riêng. Thì chị ngay từ lúc đó đó, chị rất ám ảnh bởi cái chi tiết này. Thì dĩ nhiên ông kể rất là nhiều chứ không phải một. Một cái đặc tính của một dân tộc Việt Nam nó rất là nhiều chứ không phải là một. Nhưng mà một trong những cái đặc điểm đó, thì em biết có cái loại đặc điểm mà các phe đó người ta đều phải công nhận. Người ta không thể vì vì cái màu cờ sắc áo này mà người ta bác đi cái đặc tính đó. Thì cái đó mà chị không hiểu sao nó cứ theo chị hoài. Đó là người ta nói là một trong đặc tính của người Việt Nam là bắt chước rất giỏi. Mình biết khi mà bắt chước đó, nó có hai mặt của sự bắt chước mà nó đụng tới những chuyện sáng tác sau này. Bởi vì nếu mà nói là ông Nguyễn Du mà không sáng tạo nổi để phải đi lấy cái chuyện Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu để viết nên cái chuyện Kiều á, rồi nói ổng giống như một kiểu remake á, thì cũng oan cho ổng mà cũng oan cho dân Việt là tự hào về cái tác phẩm mà rốt cuộc cũng chỉ là giống như là remake lấy của người ta. Nhưng mà thành ra chị nói bắt chước nó có những cái cấp độ, bắt chước nó có một cái cấp độ nào đó mà photocopy của người ta đó mà không để tên người ta, không để cái nguồn á, nó dễ trở thành một những cái gọi là đi chôm chĩa. Mà bắt chước tới cái mức độ á, nào á, mà nhờ từ cái hay của người hoặc người ta chưa hay lắm nhưng mà vô tay mình á, nó rất là thuần Việt và thậm chí nó có những sáng tạo thêm, thì tụi chị cực kỳ ủng hộ những cái điều đó. Và chị nghĩ nếu mà người Việt Nam phát triển được những cái đặc tính đó đó thì nó tốt cho tất cả các ngành nghề chứ không phải chỉ riêng cái ngành nghệ thuật không. À, và Nhân cũng Nhiều nói điều nhiều đó. ngành nhiều ngành trong cái vấn đề mà lĩnh vực mà design hoặc là phim hay là nhạc á, là đâu có cái gì mà original, cái gì cũng phải là bắt chước Đúng rồi rồi. đổi, rồi bắt chước rồi đổi, bắt chước rồi đổi, chứ không có một cái câu chuyện nào mà trên này mà hoàn toàn là original. Đúng rồi. Cái gì Và cũng là nếu mà nói là nếu nếu mà nói thuần Việt á, thì cũng có nhiều người nói với chị là tại vì chị vẫn còn quan tâm tới kiến trúc mặc dù không có duyên qua với nó, nhưng mà nhiều người cũng nói với chị là ồ có dịp mà đi lên cái núi Yên Tử, lên cái chùa Đồng á, thì thấy mà nghe cái tiếng chuông, thấy cái chùa đó rồi gió nó thổi tới thì thấy nhìn cái mái chùa thấy một kiến trúc rất thuần Việt, và để ý thì sẽ khá thấy cái điểm khác giữa kiến trúc Việt Nam với Trung Quốc ở đâu và khác với kiến trúc của những nước láng giềng như Thái, Lào, Campuchia ở đó. Thì chị cũng mong rằng cái đặc tính của người Việt Nam giá như mà nó cũng có những cái nột điểm mà nó nổi trội như vậy để cho mình biết rằng mình có bị lai tạp hay là mình giữ được một cái chất thuần Việt. nhưng mà À, và nhân đây để chị nói luôn. em hỏi chị Rồi này nè, em nói đi. có cái gì chị coi cái kiến trúc hay là cái nhạc hay là cái câu văn của người Việt Nam mình là thật sự là của mình, chứ còn chị nói là mình bắt chước, mình ảnh hưởng, thì cái đó là em thấy là cái đó là trong các ngành, trong mình tạo ra những cái món vật nào đó là lúc nào cũng có một cái sự phải đi mượn của người ta, phải không chị? Nhưng mà có cái gì thuần túy là của người Việt Nam mình, cái gốc, cái hình ảnh hay là cái âm nhạc gì thật sự là của người Việt Nam, chỉ có cảm thấy là có hay không có. À, chị nghĩ có chứ, có người Việt Nam cũng có những cái riêng chứ. Chút xíu nữa chị nói sao, bây giờ từ cái bắt chước chị về chị nói luôn cái mà sau này tụi chị cứ và phải cảnh giác coi chừng là mình có phải là người đi chôm hay không. Thì tụi chị có tìm ra một cái chữ và rất là thỏa mãn với cái chữ đó, kêu là cái chữ cộng hưởng. Cộng Cộng hưởng, hưởng em bao giờ em nghe cái chữ đó không? chưa Cộng bao hưởng, giờ. cộng hưởng, hưởng Cộng giống như hưởng là ở, nhất là mấy người bên âm nhạc á, thì rất hiểu hai hai chữ cộng hưởng, nghĩa là từ một cái tiếng vang nó vọng lại rồi nó va đập nhau rồi nó lại là chuyển qua một cái môi trường nào đó, nó lại có thành một cái âm sắc mới mà nó phải có một cái điểm xuất phát, thì cái đó, đó là cái giao thoa đất trời. Em hiểu không? Đó, thành hiểu. ra chị rất thú vị cái chữ cộng hưởng, và trong cái cuộc sống, cuộc đời mình rất cực kỳ cần cái sự cộng hưởng, mà cũng có nhiều người nói quanh nó lại và biến nó thành một cái gọi là giống như là kêu là truyền cảm hứng. Có nhiều người nói chị có được ai truyền cảm hứng hay không, rồi chị có truyền cảm hứng cho ai khác không, thì chị nghĩ cái cộng hưởng nó mang tính cách bình đẳng hơn. Còn cái truyền cảm hứng nó hơi mang tính cách nó cao thấp trong đó.
trong khi chị thích cái chữ cộng hưởng hơn. Yeah. Cộng hưởng nó xóa không gian và thời gian. Có thể chị được cộng hưởng bởi những cái người họ đã chết từ mấy chục thế kỷ rồi, nhưng mà khi mình tìm ra được cái tác phẩm người ta thì nó giống như nó dội vô tim mình, nó làm cho mình có một cái cộng hưởng. Nhiều khi từ cái đó mình sáng tác ra một cái, nó sau này nó có những chữ như cảm tác nữa, nó không phải là phóng tác nữa mà cảm tác, nghĩa là cảm xúc từ một sáng tác của một người khác. Và cái quan hệ ít nhiều cộng hưởng mà để đừng để người ta bị nói chôm chỉ hết đó, nó là một cái vấn đề nó rất là vi tế, và nó tùy theo cái tâm của cái người làm nghệ thuật cũng như cái người thưởng ngoạn để có thể vạch lá tìm sâu coi ồ cái này anh tưởng hay gì chứ anh cũng đi chôm cho người ta. Nhưng mà cũng có những người ta sọng lòng, người ta nói ồ đúng rồi cái bản gốc vậy mà qua bên cái tay này thì họ họ biến hóa biến báo nhiều cái nó thú vị hơn. Ok, rồi bây giờ trở lại cái chuyện là khi chị đi coi như lúc đó là định học kiến trúc nè, rồi sau 75 á, là chị thi các trường đều rớt hết. Thì lúc đó chị cũng đi buôn bán rồi, người ta đi bán thuốc tây rồi chị cũng đi bán rồi, đi ra chỗ chợ rồi Nguyễn Thông rồi đi bán cà phê thuốc lá vỉa hè. Thì nhiều khi bán thuốc lá với bạn bè, chị còn nhớ ngồi chỗ cái hồ con rùa đó trên chung danh Nguyễn Thủy Long, anh bán cà phê thì chị bưng cái thùng thuốc lá ngồi đó, chị ngồi với chị Kim Anh con và nhà văn Nguyễn Thị Vinh á. Thì nhiều khi cái tái thị chỗ cái viện đại học của anh nó rớt xuống một cái bùm thì rất là vui. Rồi đang ngồi bán thuốc lá nhiều khi mưa rồi cái mình ế cái mình đem thuốc lá rồi mình đốt mình hút chơi vậy đó. Và cái bạn bè đi ngang nó ê có trường sân khấu thi kìa, thì bạn bè biết có gì thì mấy đứa mà nó cũng học chung chị mà điện ảnh kịch nghệ Tri Hành á, cái nó nói đi vô thi thử đi. Thì lúc đó chị nghĩ là mình cũng lúc đó chị 22 tuổi là cũng lớn tuổi rồi, thì chị nghĩ thôi mà không có thi diễn viên mà thi thẳng vô đạo diễn luôn. Thì chị ngơ nhớ lúc đó là chị lấy bài hát Bà Mẹ Do Gia Linh, mẹ già cuốc đất trồng khoai đó, mẹ già thì nghe 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 tin giặc đang lấy đầu con rồi mang khăn gói đi lấy đầu đó, là chị diễn cái cảnh bà mẹ đang cuốc đất thì nghe tin con mình bị chặt đầu mới lấy cái vạt áo dài mà đi hứng cái đầu con về. Cái bà cô của chị bà đó mất rồi, bà Nguyễn Tường Trân ơi, bà nói ôi đời buồn quá em thì em diễn chi ra đời bi thảm vậy, em làm gì vui đi. Nó à, vui thì để em làm thầy bói. Rồi chị mới ngồi chị bói 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 rồi mấy ông thầy mà trợ giảng đi lên giả bộ đi coi bói đi phá của mình phản ứng làm sao. Rồi xong đó thì cổ cũng hỏi em nghĩ làm sao về nghề nghệ thuật, thì chị mới nói là em nghĩ là bước vô cái thế giới này đó phải có một cái tâm rất là rộng. Cái tâm đó một là thành Phật, hai hai là thành quỷ, nghĩa là nó phải dung chứa rất là nhiều người. Thì bà nghe nói vậy xong bà nói ôi về thôi em qua lớp đạo diễn đi. Thì cái lớp đạo diễn đó là cái khóa giống như là khóa chuyển tiếp đó, những người cùng lớp với chị là đã học ở trường quốc gia nhạc kịch nghệ trước đó rồi, có những người ở bên cải lương, có những người cũng thành danh rồi, nhưng mà cổ cho chị vô cái lớp đó, nghĩa là chị vô đó thường mấy người đó đã học diễn viên rồi mới qua lớp đạo diễn. Thành ra chị làm một cái công việc mà sau này chị đi dạy cải lương chị phải chung xuống cái lớp cô lớp thầy học ca để chị học ca cải lương á. Thì khi chị vô cái lớp đạo diễn rồi đó, mấy người đó vô là họ biết diễn nè, biết make up nè, thì họ không học nữa, chị phải đi chị chung vô mấy cái lớp diễn viên nó nhỏ hơn mình nhiều lắm. Nó học năm thứ nhất á, mình chung vô mình học những cái tiểu phẩm cùng với lại nó luôn và học make up luôn. Đó là một trong lý do mà chị make up xấu. Chị tự make up rất là xấu tại vì mấy người kia học 4 năm make up rồi mới vô học đạo diễn nên họ make up rất là hay, còn chị thì chị học rất là dở. Ok rồi đó thì trở lại đó. Trở lại em biết là cái chuyện mà sáng tác quyển áo rất là khác với lại cái chuyện học đạt đạo diễn sân khấu, là cái ngành mà sáng tác mà viết đó, anh cần sự sâu lắng, cần sự cô độc, cần sự một mình. Còn cái nghề biểu diễn là nghề phải show ra, phải Đúng rồi. thậm chí khi một tác phẩm ra còn phải quảng bá nó, sau này mọi người kêu là phải PR đó, để bán vé, để nhiều thứ. Thành ra nhiều người mà bạn viết hồi bạn chị viết hồi trước 75 mà về thấy chị trôi vô cái nghề đạo diễn sân khấu này đó, họ rất là thấy nó trái ngược. Nó nói ủa tự nhiên sao đang từ một người có thể sáng tác truyện ngắn được mà lại nhảy qua một cái ngành biểu diễn là cái ngành mà son phấn rồi này nọ rồi show ra rồi nhiều thứ. Nhưng mà đó rồi từ đó đó nó mới đẻ ra cái ngành biên kịch.
Em hiểu không? Tại vì khi học đạo diễn rồi đó thì có cái chuyện là phải phải xài kịch bản của ai để dàn dựng, thì có những người đạo diễn người ta tự viết, người ta tự dựng luôn, thì phải nói là lúc đó chị rất khó có cảm xúc với những truyện ngắn của những người bản văn mà họ đã viết theo một cái thể chế, một trên một cái nền triết học khác mình. Như chị nói với em, trước em Lâm mình đã học coi như thành ra chấp nhận gì, trước mắt chấp nhận tâm linh và ma mị, chấp nhận một cái thế giới bên kia. Còn trong khi những bên đây là vô sản và duy vật chứ không phải duy tâm rồi. Thành và đó là chưa kể chị nói chị bị allergy với những cái người mà bị bẻ quẹo ngoài bút theo cái kiểu mà gọi là để theo những cái thông tin mà họ nhận được và họ không có tra cứu để biết điều đó có chính xác hay không. Thì khi ôm những cái kịch bản loại đó chị bị allergy. Bây giờ muốn vậy thì làm sao? Tự viết cho mình dựng. Thành ra những cái bài tập trong lớp, ngoài những bài tập mình phải phải bài tập nhỏ mình phải viết rồi đó, ví dụ như có những cái bài tập mà gọi là chuyển chuyển thể hay là biến đoạn, là mình thấy một bản nhạc mình chuyển làm sân khấu, mình lấy một cái bức tranh, mình lấy một truyện ngắn, một bài thơ mình chuyển làm sân khấu, thì qua cái giai đoạn đó tới giai đoạn là phải kiếm những kịch bản nước ngoài dựng rồi tới những cái kịch bản để tốt nghiệp, thì chị thường trong những cái giai đoạn đó chị thường lấy chuyện của chính mình để chị chuyển thể. Thành ra từ đó nó mới trôi qua cái nghề gọi là nghề viết kịch bản luôn. Và từ viết kịch bản đó, còn cái thời gian mà trước em Lâm mà chị nói chị học trò của thầy Thức đó, chị cũng được học chị đã học đạo diễn phim rồi, có nghĩa là chị học cách viết phân cảnh kỹ thuật rồi, viết scenario rồi, thành ra đến chừng mà sau bém lâm người ta biết là chị có khả năng đó thì cũng có mấy người của hãng phim nói ồ đặt chị viết những cái đề tài như vậy. Chị còn nhớ là cái kịch bản đầu phim đầu tiên chị viết đó là chị viết về cái vốn lúc đó chị đang có đó, là cái vụ đình công của hãng pin con ó hồi trước bém lâm, thì chị có nhiều cái tài liệu thú vị để làm thành một, chị nghĩ có thể thành một cái kịch bản phim thú vị. Nhưng mà khi mà một trong những cái điều chị cũng bị nhiều khi có những cái chi tiết rất nhỏ nó làm cho mình dội, mình buông luôn, nghĩa là không đi viết cho người khác nữa, mình chỉ viết để mình làm bài tập trong lớp thôi. Đó là cái chi tiết cái người mà lãnh biên tập của chị á, người ta ghi những cái ghi chú người ta nhận xét á, người ta viết sai chính tả. Nghĩa là cái người biên tập á, chị thấy người ta viết sai chính tả, chị thấy thôi chắc chị khó cộng tác được. Thành ra nhờ vậy chị đã ngưng được một thời gian, chị không có đi. Sau này mà chị nói gọi là đâm thuê chém mướn á, gọi là đi đi viết cho người khác á. Còn bình thường mình chỉ viết cho chính mình. Thành ra nó, và trong lúc đó học đó thì cũng có cái môn biên kịch, mà biên kịch là để viết kịch bản sân khấu thôi. Nhưng mà bên phim thì cũng có người thấy là hy vọng là mình có khả năng làm được. Còn cái sau này chỉ có những cái phim á, là do những cái duyên, ví dụ như là cái Hải Nguyệt á, cái phim Hải Nguyệt của chị năm năm 96 nó cũng đi dự cái liên hoan ba lục địa ở năm ở Pháp á, và nó cũng có một số giải ở trong nước á. Thì nó xuất phát từ một cái anh đạo diễn, chị đi làm diễn viên cho ảnh, chị đóng vai một cái bà già bán vé số mù là anh Lê Văn Duy á. Thì có một cái trại sáng tác viết kịch bản phim cho anh ấy, ê Ngọc ơi anh thấy cái chuyện Hải Nguyệt của em á, làm phim hay á, hay có trại sáng tác em lấy cái chuyện đó em chuyển thành phim đi. Và chị cũng rất cảm ơn anh Duy, nghĩa là và ổng còn nói câu đó, anh thấy sao cái cuộc đời con nhỏ mà bán nước mắm nó giống như cái cuộc đời em vậy đó. Thì chị thấy cái đó, điều đó nó khơi gợi nên chị một cái cảm xúc thú vị là anh nói cũng có phần nào đúng, là khi anh nói cái con nhỏ mà cái dòng họ nó nước mắm nổi tiếng nhưng đi vượt biên hết, nói gì cái xác bà cố nó phải để lại, chứ không thể lộ có vụ đi vượt biên nó mới ở lại nó chôn xác bà cố nó và ở lại nó gầy cái nghề nước mắm, từ cách làm từng những cái lu nước mắm rất là nhỏ để nó gầy lại cái thương hiệu của nhà nó hồi xưa và nó trở thành cái nước mắm rất là ngon được cuối cùng là đi triển lãm. Thế thì chị vẫn nghĩ là ô nếu mà nói một cách ví von thì cái nước mắm này nó cũng giống như là cái tâm hồn sáng tạo và nghệ thuật mà mình tưởng đâu á, là mình dẹp rồi. Mình tưởng đâu sau bển lâm á, là mình không còn tiếp tục nữa, nhưng mà cũng có cơ hội để mình gầy lại bằng cách là do mấy trường kia rớt hết, cái mình vô cái trường này rốt cuộc đậu cái trường này là cái nghề nó chọn mình chứ không phải mình chọn nghề nữa. Bị Tại vì em lúc nói đó chị cũng có thi sư phạm.
Mà nếu mà đậu sư phạm thì có thể giờ này là chị thành đi dạy ở đâu rồi? Chỉ qua cái phương pháp mà viết kịch bản á, là chị có một cái tư tưởng trong đầu chị, à là cái, tại vì nhiều người chị ngồi chị nghe nhiều người bạn bè người ta nói à, cái câu chuyện này làm phim được á, nhưng mà cái câu đó đó thì nó không có đơn giản như là mình nghĩ. Cái người ở ngoài cái ngành phim á, nó người ta nhiều khi người ta nghĩ à, cái đời sống của cái người đó hay là cái cuộc nhỏ nhỏ gì đó làm phim được, nhưng mà thật ra nó rất là rắc rối, nó không có đơn giản như vậy. Thì chị có một cái tư tưởng đó, thì từ đó chị khai thác ra làm phim bằng cách nào? Có một cái tư tưởng, rồi từ cái tư tưởng đó làm ra một cái cuốn phim 120 phút hay là một cuốn phim 90 phút? Cái câu hỏi của em á, nó nằm vô trường hợp người khác chị không biết sao, nhưng mà riêng trường hợp chị á, thì gần như nó không có một công thức cố định. Nghĩa là mỗi câu chuyện để qua bên tay chị để trở thành một cuốn phim thì nó đi rất là nhiều đường, nó không có bộ phim nào, không có cuốn phim nào giống cuốn phim nào. À, và chị cũng có những cái nhóm cùng làm việc mà nhiều khi ngồi bàn tới từng từng cái cùng đi với nhau, đi tới phút 89 rồi đó thì thấy cái phút 90 này không ổn và bỏ hết lấy một cái cốt truyện khác. Thành ra viết một cái nó nhiều khi có những nhóm chị viết rất là cực á, là tới khi cái cốt truyện thứ 10 nó mới định hình là ok bây giờ mình tiếp tục mình hoàn tất cái phút 90 còn lại để cho nó ra cái sản phẩm. Còn có những người đó thì khoán hẳn cho chị luôn, nói là bây giờ chị viết làm sao thì tụi em làm vậy à. Rồi mình cũng phải nói, mình nói nhưng mà phải khoanh bớt lại, phải khoanh bớt một cái vòng vòng ảnh hưởng lại để cho chị biết, chị tỉa bớt chứ không thôi nói rộng quá thì nó sẽ rất là mênh mang. Mà nếu mà những người mà càng khoanh chặt lại đó thì nó càng đỡ mất thì giờ. Tại vì á, bây giờ chị tuổi chị rất lớn rồi và chị cũng rất tiếc cái thời gian mà gọi là thời gian phí cho những cái dự án gọi là dự án ảo á. Cái mà chị cuối cùng nó ra được thành phẩm mà bây giờ khán giả người ta biết tới thì nó chỉ là một phần không nhiều lắm so với những cái mà chị đã bỏ công mà đi tới gần tới nơi rồi nhưng vì rất nhiều lý do gì đó phải bỏ, phải ngưng hoặc là phải cắt, phải sửa thì chị nói thôi dẹp luôn hay sao đó đại khái vậy đó. Thì bây giờ những cái đó chị nghĩ thôi chắc nếu có giờ phải ngồi ghi lại chứ không thôi thì nó cũng uổng, tại vì mình cũng đã đầu tư nó cho tới một cái mức độ nào đó rồi nhưng mà vì một cái lý do nào đó thì người ta lại nói thôi bên, tại vì như chị nói với em cái này là một cái nghệ thuật tổng hợp rồi thêm cái công nghệ nữa rồi bây giờ nó trở thành gọi là phải hàng hóa sản phẩm rồi. Ngoài cái chuyện đó là tác phẩm nghệ thuật rồi, nó trở thành một thứ hàng hóa để người ta có thể đầu tư và kinh doanh và có thể lời lỗ của đó. Thành ra có thể khi người ta nhân danh cái sự kinh doanh đó, người ta thấy là ô để cái này không ổn, không bán được nữa thì người ta có thể trả mình tiền, nhưng người ta không dùng nữa, người ta cất lại. Hoặc người ta nói ô nếu mà chị thích đi bán chỗ nào thì chị cứ bán đi. Thì khi mình làm với người ta rồi đó thì bây giờ người ta không thích nữa thì mình cũng để dành đó. Hoặc là bây giờ chị nói một chuyện gần nhất nè, gần đây có nhiều người đặt chị viết về lịch sử lắm nhưng mà giờ chót đó thì người ta cứ nói là ô bây giờ tốn tiền quá người ta không làm, thế là chị uổng cái công mình. Chị mới nói ô hay là bây giờ mình để dành mình viết một cái như em trẻ hiện đại nó đi xuyên không về cái đời lý đời trần này nọ rồi nó gặp mấy nhân vật lịch sử đó, tại vì cái công mình đổ ra rất là nhiều để mình có thể hiểu được tâm trạng hoàn cảnh của những người thời đó, thậm chí mình phải tìm hiểu coi cách ăn mặc cái phong tục tập quán lúc đó rồi cái sở thích của người đó nó như thế nào. Thì mà bây giờ cái đó là chị chỉ trích ra một khúc thôi, thành ra bây giờ để mà nói trả lời thành một cái công thức chung á, thì với chị thì gần như là mỗi kịch bản nó là mỗi cái duyên khác nhau và có những cái duyên nó thành nghiệp duyên, có những duyên nó thành vô duyên còn hiếm hoi lắm mới là có những cái cuối cùng nó ra được cái thành phẩm. Mà nó cũng như làm như là em cũng thấy cái qua cái kinh nghiệm của em á, làm biết bao nhiêu cái kịch bản nhưng mà ít khi nào mà nó trở thành một cái phim lắm, tại vì nó có nhiều cái phải xảy ra bên tiền, bên tài chánh, bên người lập ra lập này lập kia, nó khó mà
nhất là cái người mà viết kịch bản, là mình có một cái tư tưởng gì rồi mình làm cho nó từ ra một cái tư tưởng ra tới trở thành phim thì nó cũng như là nó không khác gì đẻ con, nhiều khi em nghĩ như vậy á. Nó hơn để con nữa Hơn em, á, dạ hơn đẻ hơn con. để con, tại vì các đứa con thì cái chuyện đầu tiên người ta ra, người ta thấy mà đứa bé mà nó đầy đủ chân tay là cái chuyện đó cha mẹ nó mừng đầu tiên. Còn bây giờ á, nhưng mà ít ra người ta cũng hình dung ra một con người thì nó phải phải như vậy, một con Dạ. người thì nó phải có mắt tai mũi miệng như vậy. Nhưng mà sản phẩm nghệ thuật mà nhiều khi nó lại ba con mắt, nhiều khi nó lại thú vị hơn, hay một con mắt nó lại có cái nét độc đáo riêng của nó, chứ không phải chỉ có cần sự cân đối của hai con mắt, một cái mũi với một cái miệng vậy, đủ hai cái tai thì mới nói thành. Mà nhiều khi tụi chị thường nói là coi như có những cái nét đẹp mà nó có vấn đề, thì cái vấn đề đó nó mới thành ra cái duyên riêng của cái tác phẩm đó. Chị rời Việt Nam lúc mấy tuổi, rồi cái hoàn cảnh nào chị đưa đẩy tới chị ở bên Mỹ ngày nay? Chị qua Mỹ rất là trễ. Nó mà trước khi qua Mỹ thì chị lại được đi rất là nhiều nước. Mà trước khi chị đi rất nhiều nước đó, thì có một thời gian đó chị ăn rồi chị cứ đi coi bói để chị hỏi đúng hai câu thôi. Lúc nào tôi được ra đi nước ngoài và lúc nào tôi lấy chồng. Hai hai câu hỏi đó thôi. Mà cái câu hỏi được đi nước ngoài đó thì lúc đó đi coi tử vi nhiều người nói chị là thiên mã, là mã bị què. Cái máu rất muốn đi đó, hồi nãy em cũng có nói cái ý là nếu không làm nghề này thì chị thích làm nghề gì đó, thì kiến trúc đó là một cái chọn lựa. Nhưng mà cái mà một trong những cái sở thích chị thích đi là chị rất mê đi du lịch, rất mê đi, tại vì chắc là nhờ ba chị ổng gieo trong đầu tụi chị một cái ý đó. Ổng hồi ổng còn tuổi trẻ là ổng đã đi ra Vinh để ổng dân Huế, ổng ra ra Vinh ổng làm việc rồi. Vậy cả gia đình chị là cứ phải trôi nổi, thành ra chị rất là mê đi. Thì bây giờ em nhớ có cái năm đó đó, tại vì lúc đó phong trào vượt biên nhiều lắm, tới độ chị đi dạy đó mà tới buổi thi đó sinh viên chị mà nó còn đi vượt biên, mà nghĩa là tới buổi thi mà thấy vắng Otello là nói rồi, thì lớp nói là nó bị cái gì nó không tới thi được á, mà biết là nó đi đi nhiều khi nó bể nó về. Còn chị thì chị nghĩ là chị phải đi chính thức, mà đi chính thức thì bao giờ đi được, phải hỏi bà thầy bói thôi. Yeah. Mà bà thầy bói nào cũng nói là cô sẽ đi rất trễ, cô chị cũng không biết trễ, lấy chồng trễ là bao giờ rồi, đi trễ là đi bao giờ. Nhưng mà có một năm chị phá được cái số đi nước ngoài nhất. Trước là năm đó báo Tuổi Trẻ nó đăng tin là rút quân ở Campuchia, thì lúc đó chị có làm cái chương trình Tuổi Trẻ Cười Cười Sống, là một cái gánh mà đi lưu diễn không bán vé cho nhiều nơi đó. Cái chương trình đó cũng rất là đặc biệt, là tụi chị diễn cho những cái phòng có 20 người cho tới 4.000 người. Thì vì chị cộng tác cũng thân thiết, thành ra chị mới xin chị nhảy cái trực thăng đó chung với các ký giả, chị đi Campuchia gọi là ra khỏi Việt Nam để phá cái số là thiên mã bị què. Và Cái chị năm đó phá năm được cái mấy chị? số năm đó, hình như năm tám tám mươi mấy á. Chị nhớ năm vượt biên mà cao nhất ở Việt Nam là năm 79, rồi rút quân ở Campuchia đó. Sở dĩ mà có cái chuyện mà đi cao nhất năm 79 đó, ngoài cái chuyện kinh tế rồi đó, em nhớ là có những sự kiện là Trung Quốc nó đánh biên giới miền 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 Bắc, thành ra là rồi ở bên phía Campuchia là cũng động nữa, thành ra nhiều người ta muốn cho con ta đi, người ta không muốn là hòa bình rồi con người ta phải đi lính nữa, thành ra người ta mới đẩy con ta đi đông. Thành ra chị nói năm 79 đi cao điểm là vậy. Chị nhớ là chị còn nhớ cái năm đó mà chị đi đó, cái tiếng Anh chị lúc đó nó không bao nhiêu hết trơn á, mà báo chí quốc tế nó rất là nhiều, chị mới đi theo chị thông dịch giùm cho mấy cái cậu tân binh á, mà mặt non choẹt vậy đó, mấy cậu tân binh Việt Nam phải rút quân rời khỏi Campuchia đi về đó. Yeah. Thì chị cũng muốn là để cho các em trẻ đó nó còn sống sót, nó về đó thì nó có giao lưu với quốc tế, biết đâu người ta có thể gửi quà gửi gì cho mấy đứa nó, chị còn nhớ vậy đó. Rồi chị về thủ đô gặp Vincent làm đủ trò đó. Chị còn nhớ cái đêm cuối cùng mà về lại Việt Nam đó, là chị trải cái khăn cà ma trên cái nền đất Campuchia, là nằm ngủ một giấc sáng hôm sau là mới đi trở về biên giới mình lại đó. Thì phá được cái số đó thì đúng là một cái hên. Thì sau đó, trước khi chị đi Mỹ đó, thì chị lại được nhiều cái duyên người ta mời đi. Đi đi nghĩa là đúng là kêu là cố gắng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu đâm bông á. Đến chừng khi mà mình nghĩ mình phá số mình đi được ra khỏi Việt Nam cái đất Campuchia rồi đó, thì ở đâu cũng trên trời rớt xuống có mấy người ở nước ngoài tới, người ta tổ chức đại hội phụ nữ viết kịch toàn thế giới, người ta ra Hà Nội người ta kiếm,
Thì ở ngoài Hà Nội á, có mấy người biết chị, người ta chỉ vô, người ta nói ở trong Sài Gòn con nhỏ viết kịch. Thế là họ qua tới, họ viết chị một cái lá thư chính thức thôi. Mà hồi lúc đó cái tình trạng mà đi được nước ngoài á, nó rất là khó. Ngoài chuyện được nhà nước cử đi rồi đó, còn các nước nào mà muốn mời mình đi á, thì phải có cái thư mời ghi đích danh mình. Thì người bên nhà nước người ta không đá mình ra để người ta đẩy ra cán bộ đi được. Nhưng mà chị đi đầu tiên bằng một cái lá thư mời như vậy, mà em biết đi được một chuyến rồi đó, mình được gặp các nước rồi đó, thì các nước nói bây giờ sắp tới có đi nữa tụi tao mời mày, người ta gặp mình ở bên đó. Mà khi mà người ta mời như vậy rồi đó thì trong nước ta không có vui. Không? Tại người ta muốn để cử cán bộ này nó đi đàng hoàng, còn chị là không phải đảng viên, không có chức vụ gì hết trơn. Và bây giờ chị vẫn phải cảm ơn những cái truyện ngắn của chị được dịch ra tiếng Anh một cách rất là không có trau chuốt. Nhưng mà nhờ những cái bản dịch đó đó, khi chị đi cái hội nghị quốc tế, những hội nghị quốc tế đó đó, chị tặng những người bạn đó đó, thì họ mời chị đi tiếp, phần đông là vì những cái truyện ngắn đó, những cái truyện ngắn mà chị viết trước 75 mà được dịch ra tiếng Anh đó. Thì tại vì qua đó người ta nghĩ là người ta hiểu một phần nào hơn tính cách người Việt Nam. Nghĩa là mình không cố tình, nhưng rõ ràng cái hồi đó mà những chuyện của chị mà được chọn nữa đó, là mà sau này khi chị đi giảng bài cho nhiều nơi đó, chị cũng nói với các em về cái việc sáng tạo đó, nó kiểu gì kiểu các em cố gắng làm sao á, nhớ giùm tôi mấy chữ này thôi, là không đụng hàng. Nghĩa là phải sự tạo sự độc đáo, phải tạo sự không giống như người khác. Thì đầu tiên á, những cái truyện ngắn của chị nghĩ được đăng á, là tại vì chị viết về cái vùng chị sống, là cái vùng biển Phan Thiết. Cái vùng đó nó có nhiều cái điều thú vị lắm. Ví dụ như là hồi đó trong những cái truyện ngắn chị kể, có những cái người mà gọi như là dân, mà dân bán cá đó, họ rất dữ và hỗn, nhưng mà họ cũng có những cái chân chất thiệt thà của họ, của những cái dữ và hỗn đó. Và chị cũng đi những cái chuyến xe đò xuyên Việt rồi, để chị thấy là mỗi tỉnh của miền Trung á, nó khác. Mỗi tỉnh này nó khác tỉnh kia một cái mùi vị, từ cảnh sắc cho tới con người nữa. Và khi chị viết truyện, chị đem những cái màu sắc địa phương như vậy, thì nó được chọn ở chỗ là nó không có đụng hàng, nó không giống những cái chuyện khác. Ví dụ như những chị khác có thể khai thác về cái thế, như chị Thủy Vũ chị khai thác cái thế giới bóng bo, rồi những cái chuyện chị Nguyễn Thị Hoàng nó khác. Thành ra cái lứa của chị viết sao trẻ mà sao mấy chị đó đó, thì có một cái mùi riêng. Đầu tiên là chị không viết khai thác Sài Gòn, bởi vì chị cũng không có sống Sài Gòn lúc đó, mà chị đã sống ở Phan Thiết nhiều, sống ở Pleiku nhiều, sống ở Long Xuyên nhiều nha. Chị gần như mỗi người sanh ở mỗi tỉnh vậy. Chị là sanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, em chị Minh Phượng thì sanh ở Long Xuyên, còn có đứa sanh ở Phan Thiết, rồi nhà chị có sống ở Pleiku, rồi ba chị có sống ở Rạch Giá, rồi anh chị thì ở Biên Hòa, ở Bình Trước, ở Bà Rá, ở rất là nhiều nơi. Và nói chung là kiếm cái gì cho nó không đụng hàng. Thì trong cái tác phẩm của chị, khi mà em hỏi là khi ôm một cái cốt truyện, thì cái đầu tiên á, là chị coi là nó có bị trùng lắp gì với ai không. Chị cũng khuyên những cái người sinh viên của chị là cố gắng làm sao đó, khi mình viết ra đó, người ta thấy trước mình chưa ai viết, và sau mình đi nữa đó, mà người ta viết giống mình á, thì thấy một sự là bắt chước mình. Nghĩa là vẫn tóm lại cần nhất là cái sự độc đáo. Và cái sự độc đáo đó không phải chỉ ở cái cốt truyện, cái tứ không, mà còn nhiều cách nữa, cái cấu trúc, cái trình bày nữa. Thành ra nếu mà theo một cái công thức á, nhiều khi nó có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở, nó sẽ trở thành một cái chuyện đồng loạt. À, nói chuyện đồng loạt, chị nhớ tới một, chị có một cái người bạn là một cái nhà nghiên cứu, anh Cao Tự Thanh á. Ảnh là một người cũng, ba ảnh là thủ tướng thời Võ Văn Kiệt, nhưng ảnh cũng không chịu vô đảng, và ảnh làm giám đốc bảo tàng ở Long An, và ảnh cũng từ chức bảo tàng, ảnh trở thành một nhà nghiên cứu độc lập. Và khi chị phỏng vấn ảnh, ảnh nói là ảnh không muốn làm một nhà nghiên cứu quốc doanh, bởi vì ảnh cho rằng như giờ gà công nghiệp đó, ăn những thức ăn giống nhau thì sẽ đẻ những cái trứng giống nhau, nó thành ra hàng loạt rồi. Và cái nghệ thuật nó kỵ sự sáng tạo, nó cũng rất kỵ sự hàng loạt. Và trở lại cái chuyện mà mình nói, đặc tính của người Việt Nam là bắt chước, có chọn lựa và có cộng hưởng và có sáng tạo nữa, để cho nó giàu có hơn, chứ không phải người ta thì chỉ thấy mình là một con vẹt, mình lặp lại, mình nhai lại thì uổng cái giờ sống. Nhưng mà cái vấn đề mà tạo ra được, mà sáng chế được cái không có bắt chước, và cái ảnh hưởng mà không bắt chước ấy, thì cái đó là bắt buộc là
những cái người sáng tạo là phải rời khỏi cái bằng những cái bình yên, những cái mà yên ổn của cuộc đời, phải phải ra và chứng kiến và thu nhập và kêu bằng có những cái kinh nghiệm mà nó không có bình thường. Mình phải ép người của mình đi ngoài ra cái thoải mái, phải không chị? Chị thì chị vẫn nghĩa là không hẳn như vậy, nhưng mà gần như chị cũng không tin là những người gọi là ở trong tháp ngà đó, chỉ ở trong tháp ngà đó mà có thể có những cái tác phẩm gọi là touching đó, nó làm cảm động người ta đó. Nghĩa là nhiều không tới nỗi anh phải lao vô một cái tâm bão, không tới nỗi anh phải lao vô ngay cái điểm vùng xoáy để anh có thể bị cuốn mất xác, nhưng mà ít ra đó thì anh cũng phải lăn lộn để anh hiểu hơn, chứ anh đừng có kiểu mà anh nói khơi khơi, anh ở nhà mà anh phán như đúng rồi á, nhưng mà thiệt ra là sai bét, thì cái điều đó nó phí giờ cho mình sáng tác và phí giờ cho người đọc, người ta đọc một cái gọi là thứ phẩm hay là phế phẩm, nó không phải là chánh phẩm. Chánh phẩm là anh phải dày công, anh phải đổ mồ hôi lao lực hơn nữa, để anh đừng có để. À, có một cái câu của Jacob chị cũng rất thích, là ông sân xây dựng trong cái vở cậu Vanya đó, ông có xây dựng một cái ông tiến sĩ học sĩ hay gì đó, nghĩa là cái ông Vanya đó ông là cái ông làm việc quần quật, còn cái ông tiến sĩ này ông có học vị bằng cấp, nhưng mà người ta định nghĩa về ông là ông đó ông chuyên nói những cái điều người thông minh thì biết hết cả rồi, còn bọn ngu dốt không thèm quan tâm tới. Thì chị cũng lấy câu đó để chị tâm niệm là mình không nói những cái điều mà người thông minh thì biết hết rồi, còn nguyên mấy người mà coi như là khờ khạo hay là không có tri thức á, họ cũng không thèm quan tâm tới. Thế thì ít nhất anh phải nói cái gì mà coi như những người cùng sống với anh người ta cũng đang quan tâm, chứ anh đừng nói những cái chuyện mà nó rất bớt á. Và nhân 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 cái chuyện đó đó, chị cũng nhắc tới ông thầy của chị là ông Vàng Bá đó. Ông giảng về cái cậu Vanya, thì hồi xưa ông qua Liên Xô ông học, ông đóng vai cậu Vanya đó, ông lại nói là ông nghĩ là thế giới này có người chia là có hai loại, có người thì dùng hình ảnh Thúy Kiều với Thúy Vân, nghĩa là cũng là cơn gia biến, nhưng mà Thúy Kiều thì nghĩ là phải bán mình chuột cha có 300 lạng việc này mới xong, thế là bán được cái giá ngàn vàng để mà cứu ông cha đó. Còn cái cô Thúy Vân á, thì cũng cùng chị em với nhau, cùng tình huống nhà cô Thúy Vân, thấy cổ không cần phải làm chuyện đó, nghĩa là giống như có người cái số phải khổ là phải phải lăn vô những cái lầu xanh này nọ đó, thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần á. Và cô Thúy Vân cũng là cô em, cũng tình huống cũng đẹp vậy đó, nhưng mà cổ thấy cổ không bức thiết cổ phải làm điều đó. Thì ổng cũng nói, ổng thì ổng nói là thế giới người ta đâu có biết cái chuyện Thúy Kiều Thúy Vân, nhưng mà ổng nói ổng cho là có hai loại, là cái ông học sĩ đó và cái cậu Vanya là hai loại, là loại cậu Vanya là loại đi làm mồi, còn cái ông kia là hưởng thụ cái sự mồi kia. Thì khi mà xếp loại như vậy đó, thì nếu mình nói xếp giữa Kiều với Vân đó, thì mình thấy mình thuộc loại Kiều rồi, còn xếp vào loại đi làm mồi của Như thì chị thấy chị giống cái loại cậu Vanya hơn. Giống như là trời mới sanh mình thuộc loại cái tạng là phải đi làm mồi rồi, chứ không phải loại là loại hưởng thụ cái mồi kia. Chị bây giờ đi ngược lại về cái thời gian là chị đi bên Việt Nam rồi chị qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi chị? À rồi, tại vì cái Mỹ đầu tiên chị đi á, là nó lọt vô trong những cái chương trình mà chị được đi, chứ chưa 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 nói tới chuyện định cư. Yeah. Em nghĩa là năm 2003 đó là chị được một cái lời mời của một cái sân khấu ở New York, nó mời không phải chỉ là chị trong cái ngành chị không, mà nó mời họa sĩ, nó mời biên đạo múa nữa. Đại khái lúc đó là Việt Nam nó bắt đầu nó nối ban giao với Mỹ, thì đa số trước đó những cái đoàn đi đa số là Hà Nội đi không à. Thì lần đó lần đầu tiên Sài Gòn được mời, thì trong cái đoàn chị là có họa sĩ có đủ hết trơn á, nó mời giống như đi Chicago nè, rồi người thì được đi Phila, là chị thì được đi New York với lại Chicago, để nó mời đi coi, để biết, để coi tương lai có thể có tiếp tục đi qua lại nữa hay không. Thì cái chuyến đó là chuyến thứ nhất. Rồi cái chuyến sau nữa đó thì chị được hẳn một cái học bổng của ACC, là Hội đồng Văn hóa Châu Á ở New York á. Nó thường mời Hồng Kông, nó mời các nước để cũng cho 3 tháng. Trong 3 tháng đó nó cho một số tiền cũng lớn à, để mình có thể ăn rồi đi coi kịch không.
hay là coi triển lãm, coi tất cả những sinh hoạt gì, để nó muốn là để những cái nước mà không được tiếp xúc với văn hóa Mỹ coi có thể có cảm xúc hay không. Thì một trong những cái chuyến đi đó chị cũng rất là tận dụng có nghĩa là chị ở hết cái thời gian được cho phép, và chị tìm cách chị liên lạc những người bạn của chị trước đó đã đi chính thức, không chính thức, cái bán chính thức gì đó mà ở rải trên toàn nước Mỹ, Yeah. trong đó có những người bạn chị ở Canada chị cũng tìm cách chị đi qua, và em chị ở Vancouver là chị cũng đi qua. Thì trong những cái chuyến đi đó thì chị gặp ông xã, chị gặp bây giờ là ông xã chị, Yeah. thì ông mới cầu hôn. Và lúc đó thiệt sự ra là chị cũng không nghĩ rằng má chị còn sống mà chị rời Việt Nam, nhưng mà chị cứ nghĩ ô chắc đi thì cũng về cũng không có khó. Thành ra là chị lập gia đình ở một cái tuổi cực kỳ cao là 51 tuổi. Và khi chị lập gia đình vậy đó thì chị qua định cư luôn, làm giấy tờ đi qua đi định cư luôn. Đó là năm, đó là năm 2005, đám cưới Yeah. chị là 2005, và năm đó mới là đi định cư luôn. Vậy là cũng gần Là 20 lúc năm đó là rồi chị nhỉ? năm năm 50 năm 51 tuổi là chị mới 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 lập gia đình. Vậy cũng là gần 20 năm nay rồi hả chị? Mà em hỏi chị. 2005, đúng rồi, gần Yeah. 20 năm. Mà em hỏi chị là thì chị có thấy là bên này vui hơn hay là bên Việt Nam chị cảm thấy vui hơn? Cái hồi mà chưa đi định cư á, cảm giác nó khác. Cái hồi chưa đi định cư, tại vì trước khi đi Mỹ chị đã đi mười mấy nước rồi. Yeah. Mà em có thể hiểu cái cảm giác là mỗi lần đi như vậy đó, về mất một tháng mới định thần lại được. Chị thường nói là các ngành khác người ta thường biết rằng các nước nó đang làm gì, điện ảnh là sách là giao lưu được, trừ sân khấu. Sân khấu người ta không có bưng được một cái diễn qua cho Việt Nam biết đó. Em biết Việt Nam thời cấm vận mà đâu có giao lưu được. Rồi phim, phim cũng coi một cách khó khăn nhưng mà cũng còn có phim mà coi. Rồi sau này bắt đầu mở cửa cũng coi, truyện Yeah. cũng vậy, cũng tuồn về được, tranh cũng biết được, nhưng mà sân khấu rất khó khăn. Và khi chị đi vậy thường chị đi dự những cái gọi là sân khấu gia giáo dục để tìm ra những cái đường hướng đào tạo bên sân khấu về cho nó lợi ích về giáo dục nữa. Và nếu mà chị có giờ đó chị sẽ nói thêm về cái sân sân khấu gia gia giáo dục, bởi vì nó đụng vô cái chuyện sáng tác. Tại vì khi chị đi đi vô cái sân khấu giáo dục á, trong lúc chị làm sân khấu giáo dục á, chị có làm một cái vở diễn mà với một anh đạo diễn người Anh mà bị cấm luôn á. Nó làm theo theo hình thức sân khấu giáo dục. Hình thức sân khấu giáo dục có nghĩa là không phải anh đi tới anh xem một cái vở diễn đến hết giảng anh về, mà hình thức sân khấu giáo dục có nghĩa rằng anh lôi khán giả bỏ cái ghế ở dưới mà vô tham gia cái vở diễn, thậm chí là sửa đổi đoạn kết nữa. Và chị cũng làm những chương trình gọi là sân khấu diễn đàn. Sân khấu diễn đàn có nghĩa là anh đưa ra một kết thúc vô hậu để khán giả chịu không nổi. Ví dụ mình coi lâu nay là thiện thắng ác, ác bị trừng trị, nhưng mày cho cái ác nó thắng để khán giả chịu không nổi, khán giả mới nói mời khán giả lên để khán giả viết lại, và khán giả làm diễn viên kiêm tác giả kiêm đạo diễn ngay tại chỗ Wow. luôn. Và những chương trình này chị đã đưa vô các trường đại học, chị đã được một cái ông thứ trưởng giáo dục mời chị đi làm việc với ban tuyên huấn các trường đại học. Và khi làm như vậy đó chị bị hai nhóm, chị còn nhớ kỳ đó cái lớp đó chị hướng dẫn làm sân khấu diễn đàn, cái đó kêu sân khấu diễn đàn, mà chương trình sân khấu diễn đàn này do Thụy Điển đem qua. Và khi đem qua vậy đó chị có được làm cho từng trường đại học luôn, và có cái lúc mà cái ông thứ trưởng đó mời chị mời tuyên huấn các trường đại học làm đó, thì em có thể hình dung chị làm ở Huế đó, phân nửa lớp bỏ ra đó là mấy ông tuyên huấn miền Bắc, còn phân nửa lớp mấy ông tuyên huấn miền Nam thì rất ủng hộ, bởi vì ông còn muốn là chị xếp giờ chị tới chị làm cho từng trường, thì chị từ chối bởi vì chị nói chị không thể phân thân như là tôn hành giả mà bức cộng long biến ra 100 tôn hành giả đi làm được, mà chị nói bây giờ tôi chỉ cho anh, mấy anh về mấy anh làm. Còn mấy ông tuyên huấn miền Bắc bỏ lớp đi ra, bởi vì nếu mấy ông theo cách nào làm này có nghĩa là mấy ông xóa mấy ông, thấy không? Bởi vì mấy ông xóa, tại vì chính cái ông thứ trưởng này đó chị lại viết trong cái bài phỏng vấn, ông nói chứ lâu nay chúng ta đã dạy học một cách áp bức, dạy một cách một chiều, dạy mà không cho phản biện. Thế thì đây là cái cách làm để cho sinh viên nó phản biện. Và đây đó, thành ra nó dính tới giáo dục như vậy. Thành ra chị đi trong các chương trình, như các chương trình mà chị nói em á, là chị đi trong các chương trình sân khấu giáo dục như vậy. Thì chị gặp nhiều cái cách làm để nó nâng cao cái giáo dục trong nước ghê lắm. Và chị về chị bần thần cả một tháng rồi sao chị mới phục hồi lại sức khỏe mà chị làm việc lại bình thường lại.
lúc đó tụi bạn bè thường nói cái cảm giác là giống như mình sống trên cái miệng cống lâu, cái mình không biết nó thối, cái mình đi ra ngoài cái mình sống cái không khí nó trong lành, cái mình về cái mình phải hít thở lại cái mùi ở cống nó sộc lên, mà bây giờ mình lại bất lực, mình không có thò tay mình xuống, mình nhảy xuống mình vét cống thì rác nó lại đổ ra lại, con kinh Dương Lộc nước đen nó vẫn tiếp tục đen nữa. Vui lắm, chị có quen mấy cái người bạn Úc mà nó qua nó làm chương trình về môi trường đó, mà dắt nó tới kinh Dương Lộc thì nó trời ơi tụi bay coi như không sợ thiếu gì ở đây, để làm sao cho nước cho nó trong xanh lại đó. Thì hồi đó một trong những cái điều ám ảnh chị đó là chị thấy con kinh Dương Lộc mà nước nó đen á, chị viết những cái chuyện mà sau 10 năm rồi sau 20 năm chị nói ủa tiếng là gọi là thống nhất đất nước mà sao nước cái kinh Dương Lộc nó đen thui hoài, không biết lúc nào mà nó mới trong được. À, đó thành ra bởi vậy khi mà chị đã đi nhiều nước vậy rồi đó, thì cái cảm giác mà khi chị đi nhiều nước đó, một trong những cái câu hỏi mà chị trăn trở đó là qua Mỹ thì chị trăn trở một cái câu khác, nhưng mà đi các nước đó, chị coi thử bản sắc của người Việt Nam là cái gì để người ta có thể trụ được một cái cộng đồng ở những cái xứ như vậy. Chị qua Úc, qua Philippines, qua Anh, qua Na Uy, qua Đan Mạch, qua Thụy Điển, qua Tanzania, Châu Phi, đi nhiều nước như vậy thì cũng cố ráng tìm hiểu coi cái cộng đồng Việt Nam người ta đã trụ lại bằng cái màu sắc gì ta trụ. Nói qua Mỹ là đúng là một cái nơi để cho mình dễ tham khảo cái chuyện đó hơn. Thứ nhất chị cũng tìm hiểu coi người Mỹ là ai, cái bản sắc người Mỹ như thế nào, bởi vì họ là lập quốc trẻ quá. Mình cứ nói mình 4.000 năm văn hiến, họ có mấy trăm năm mà sao nó mau mạnh quá vậy, mà sao giao thông tất cả mọi chuyện họ có thể là thành một đúng là cường quốc, thấy rõ là cường quốc, và cái cường quốc này thì văn hóa như thế nào, cái đó chị cũng tìm hiểu. Và đồng thời đây là cái nơi hiệp hiệp Trung Quốc, thành ra là cái cơ hội để chị có thể so sánh với các cộng đồng khác. À, tại vì bây giờ mình đếm vậy là chưa tới 50 năm đúng không, so với 75 phải còn 4 năm nữa là mới là đúng 50 năm phải không, tại vì chị nhớ cái con số 50 năm á, là chị nhớ cô bạn chị viết văn là cô Lý Lan, cô mà dịch Harry Potter đó, cổ có một cái bài viết, cổ nói có lần cổ đứng trước một cái hố bom B-52, cái cổ mới tự hỏi là cái hố bom nó như thế này sao, thế là cổ không hình dung ra, tại vì người ta nói khi nó nổ một cái có thể nó bay nguyên một cái tòa building rất là cao. Thì lúc đó chị nghe cổ nói vậy thì tự nhiên cổ chị liên tưởng liền tới cái gì biết không, chị nghĩ là cái hố bom này người ta vẫn có thể lắp được, nhưng cái hố bom trong lòng người chị không biết bao bao nhiêu năm thì cái hố bom giữa những cái lòng người Việt mà phân tán nhau nó mới được lắp. Thì lúc đó là chị 22 tuổi và chị nghĩ là hy vọng 50 năm nữa, hy vọng 50 năm nữa là cái hố bom tinh thần á, chị mới nói là cái hố bom này á vẫn nó có to cách mấy nó vẫn lắp được, nhưng cái hố bom tinh thần những cái vết thương làm cho người Việt chia rẽ nè, hy vọng rằng 50 năm sau thì bây giờ còn có 4 năm nữa. Lúc đó cái điều chị nghĩ tiếp theo là gì, không biết mình có còn sống tới lúc đó hay không, cái điều liền lúc đó chị nghĩ. Thì bây giờ cho tới bây giờ chị còn 4 năm nữa chị mới tới hạn 50 năm, chị cũng mừng là bây giờ chị vẫn còn hy vọng còn sống thêm được 4 năm nữa để chứng kiến. Nhưng mà cái cảm giác của chị sao mà hình như càng ngày nó càng lở loét thêm. Càng đen Nhưng tối anh mà chị. và chị cũng tự 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 thấy là an ủi người Việt mình là sao biết không, hay đây là một cái truyền thống mình phải giữ, bởi vì ngay từ gốc á, là 100 con đã tách làm đôi rồi, truyền thống ly dị, truyền thống chia tay, đã chia phe nhau 50 người lên núi, 50 người chục người xuống biển rồi. Em nghĩ cái câu chuyện đó là phải mình phải thay đổi đó chị ơi. Cái đó À. em nghe rất là nhiều người trong cái lứa tuổi em nói là cái chính cái câu chị nói là cái đã là từ đầu là đã có cái vấn đề ly dị với nhau À, rồi. Dạ. rồi. Thì nó chị nói đúng á, 50 năm, 50 năm sắp còn 4 năm nữa là 50 năm mà những cái mà đoàn kết với nhau hoặc là kết nối lại Xóa giữa những bỏ đồng hận bào thù. xóa xóa bỏ rất là khó khăn. Mình em thì mỗi lần mà em nghe mà người lớn nói là hay là người không lớn tuổi nhưng mà người mà những người mà kêu bằng đi trước một thế hệ, người ta nói ô chắc có lẽ là mình phải đợi cho những cái người mà quá khích hay là những người mà thù hận quá đó phải qua đời, ra những cái
hệ sau đó thì lớn là nó không có còn những cái hận thù với nhau. Thì em nghe cái đó em cũng buồn vô cùng, là tại vì có phải là chết xong rồi mình mới mới qua cái giai Mình đoạn không được mà chứng kiến á, mình chứng không kiến được nè, là chứng kiến cái giây phút vui này. buồn Mà lắm em thấy hôm đó. vừa rồi có một thằng bé gì mà nó đụng vô cờ ở bên Úc, nó là em thấy là có thể là cái lứa chết mà vẫn còn những đứa bé như vậy, nó được giáo dục để mà nó nuôi cái hận thù ở trong lòng nó, thành ra là dở ghê đó. Ừ. Mà cái đó Dạ, là từ rồi. đâu ra? Cái đó là từ từ bố mẹ nó ra. Chị nghĩ với lại cả một cái nền giáo dục như như chị nói với em đó, chính vì vậy mà chị rất hào hứng chị tham gia, mặc dù em biết lao vô những chương trình sân khấu diễn đàn như chị nói hay với sân khấu giáo dục đó đó, nó không có tiền và không có tiếng, đi vô ngành giáo dục mà có nghĩa là không có hy vọng gì em kiếm tiền kiếm tiếng ở chỗ đó đó, nhưng mà nó xoay chuyển được một phần nào cái kiểu giáo dục nó làm cho ngu, nó giống như là ngay sinh viên cũng bị đối xử như là những cái học trò trung học á, là nó làm cho chính chính chị làm phỏng vấn cái ông thứ trưởng đó, chị nói là chị đọc một cái tin trên báo là nói giáo dục Việt Nam, một chuyên gia nói giáo dục Việt Nam tụt hậu 30 năm, không đâu có cô, tụt hậu 50 năm. Thì từ cái giáo dục trong học đường có những cái chủ trương làm cho nó ngu dân rồi, thành ra là nó không có, nhưng mà bây giờ cũng may là có internet, thành ra có nhiều đứa bé nó khôn, nó thoát, nó chỉ ngồi trên ghế nhà trường gọi là để cho nó lấy bằng lấy cấp rồi nó đi sợ học bổng để nó có thể, bây giờ thành ra em nghe cái từ ngữ là tị nạn giáo dục á, không phải tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế nữa mà tị nạn giáo dục, bởi vì người ta thấy trước là dễ bị ngu nếu mà cứ học cái kiểu mà nhồi sọ một chiều không cho phản biện. Nên ra chị nhớ cái ngày đầu tiên mà chị đi dạy cái môn lịch sử sân khấu Việt Nam đó, cái lớp 200 người dạy xong im re, chị xin đặt câu hỏi im phăng phắc, chị mới năn nỉ chị nói mấy em chỉ cho tôi có cách nào để mấy em mở miệng mấy em đặt câu hỏi cho tôi, không 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 có thói quen. Và nó đi tới cái kinh hoàng gì nữa em biết không, mấy em nó quên sử Việt Nam, quên địa lý Việt Nam luôn. Chị nói một cái ví dụ nè, chị đi dạy môn độc thoại của cái trường sân khấu á, nghĩa là cái lứa Quang Minh Hồng Đào là cái lứa lớn rồi, cái lứa đó kêu chị bằng cô xưng em, cái lứa sau này gọi chị bằng cô xưng con á, thì chị mới nói là mấy em đọc cái cuốn Hồ Quý Ly rồi làm một cái độc thoại về Hồ Quý Ly. Nó nói Hồ Quý Ly là ai cô? Rồi chị mới nói là bây giờ làm về Trần Thủ Độ, nó cũng không biết Trần Thủ Độ là ai. Rồi cái chị nói nó xuống thư viện mượn sách lên để chị phân bài cho tụi nó. Nó mừng quá nó chạy lên nó nói cô ơi cô thủ thư cổ cũng không biết, cổ không biết Hồ Quý Ly là ai. Em hiểu không? Thế là chị phải ngồi chị giảng lịch sử lại cho nó, Đinh Lê Lý Trần. Rồi xong rồi đó chị mới hỏi tụi nó là vậy tụi em có biết sông Bến Hải, chị nghi rồi chị mới hỏi vậy tụi em có biết, mà tụi nó là sinh viên nha em, sinh viên có nghĩa là học sử rồi, chị mới hỏi tụi em có biết sông Bến Hải nó nằm ở đâu không, ở tỉnh nào không, không biết. Chị hỏi vậy tụi em có biết sông Danh nó nằm ở đâu không, càng không biết hơn. Chị nói trời ơi trời, bao nhiêu cái xác con người chết đi để cho liền được cái cây cầu Hiền Lương và cái sông Danh đó, nó lắp được cái sông Danh mà bây giờ mấy đứa nở nào mấy đứa không biết, mà vấn đề là tụi nó có học nhưng mà tụi nó cái cách dạy ngu á, thành ra nó cho cái tay này nó qua cái tay kia, cái cách dạy mà nó không có thực nghiệm á, cách dạy mà không đưa nó vô thực tế, không học mà không 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 có hành, học từ chương học vẹt á, thành ra tụi nó không có, thành ra chị nói ủa bây giờ tôi đi dạy mấy em là sinh viên tất nhiên mấy cái này tụi em phải học rồi, bây giờ tôi đi dạy kỹ thuật biểu diễn bây giờ tôi phải đi ôn lại địa lý với lịch sử tụi em, chị phải dạy cho nó luôn cái bản đồ Việt Nam nó như thế nào ở khúc này tỉnh nào dạy luôn địa lý lại luôn. Nhưng mà chị ơi, chị có bao giờ chị nghĩ á, là những cái lứa tuổi của em và nhỏ hơn em á, là nguyên một cái khối mấy trăm ngàn đứa như em á không hề biết bất cứ một cái gì về nước Việt Nam, thật thật sự là không biết á. Nhưng mà Những bây giờ lên mạng sợ được. nhưng mà cũng đâu có ai có cái động lực và thời gian mà đi search mấy cái đó đâu, chị thấy không? Cũng không có một người mà đối với em á, là em đi gom mấy cái câu chuyện của những người mà những cái thế hệ trước á, nó quan trọng vô cùng, là tại vì nếu mà mất đi cái thế hệ này đó thì là không còn
tiếng tiếng Anh kêu bằng là cái oral tradition, là những cái văn hóa mà truyền từ miệng, hay là những cái câu chuyện của nước Việt Nam mình từ hồi xưa mất đi hoàn toàn, là tại vì nhiều khi không có ghi vô sách, nhiều khi không có ghi vô lịch sử. Thì bây giờ là nếu mà em ghi nhận với những người khách của em ngồi nói chuyện với nhau, rồi mình nói chuyện về những cái chi tiết của nước Việt Nam, từng 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 câu chuyện á, thì hy vọng sau này mình có một cái kêu bằng một cái tiểu sử của mỗi người cá nhân mà làm việc bên Việt Nam trong mỗi cái ngành. Chị thì chị cũng có một cái giấc mơ như vậy lâu lắm rồi, mà chị là chủ trương là có cả không không phải những người nổi tiếng nữa, ngay cả những người bình Dạ đúng rồi. thường mỗi người đều có một câu chuyện hay, và chị cũng sợ là cái sức chị không có đủ làm nhiều, thành ra chị còn định đó là ban đầu chị với cô bạn là cô nhà thơ Ngô Tình Yên đó, định làm cái phim tài liệu, nhưng mà sau cùng là thấy đụng vô máy móc là thấy ngoài sức của chị, mặc dầu có quay được một số rồi đó cổ mới buông, thì chị nghĩ hay là mình ghi thành sách, thì chị định là một mỗi người chừng một trang thôi, có cái hình và nửa trang tiếng Anh hay là nửa trang tiếng Việt, thì chị định chị hỏi một cái câu rất là đơn giản thôi, chung 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 cho mọi người, nghĩa là hiện giờ họ đang làm cái nghề gì, nó giống như câu của em hỏi chị ha, Yeah. xong rồi hồi họ hồn trẻ đó họ mười mười tin hay là còn mơ mộng á, họ đính tính chọn một cái nghề gì, thì bây giờ cái nghề họ đang làm có đúng là cái nghề của giấc mơ của họ hay không. Và câu hỏi thứ ba đó là bây giờ nếu U-turn lại, nếu được dòng trở lại cái thời trẻ đó, thì họ chọn cái nghề giấc mơ hay cái nghề hiện tại. Bây giờ Nhưng mà chỉ ba câu hỏi, chị em trả hiểu lời không, câu đó giùm em được không? Chính ba cái câu lời này của à? chị trả lời Thì câu đó. tại vì chị kể với em là chị giỏi nhiều môn, thành ra chị nghĩ chị làm nghề gì chị cũng sống hết trơn á, nhưng mà nếu mà giấc mơ đó là giấc mơ được đi du lịch, thì nếu mà làm được cái nghề gì mà kết hợp với đi du lịch đó, thì chị khoái hơn Nhưng mà đó, cái đó là giấc mơ. nếu mà U-turn thời gian lại á, chị có đi một ngành một không, hay là chị ngồi chị nghĩ lại trong quá khứ, bây giờ là chị ngồi chị nghĩ là cái cuộc đời của chị là cũng đầy đủ rồi, tại vì được được kinh nghiệm, được xảy ra rất là nhiều thứ, được trải nghiệm kêu bằng experience á, là chị có thể lại sống qua rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc đời, hoặc là chị muốn đi một hướng một, nếu mà đi U-turn lại chị đi một hướng một là chị là một người đi du lịch nhiều. Chị đó thì bây giờ nếu mà U-turn lại đó thì chị chỉ có một điều, hai điều chị thấy nè. Cái điều thứ nhất á là những gì mà chị trải qua đó, thành công có, thất bại có, được có, mất có, bị lừa đảo cũng có, được vinh danh cũng có, nhưng chị vẫn chọn cái đời đã trải qua. Bởi vì trong cái gọi là hỷ nộ ái ố bi ai lạc dục á, thì mình vẫn thấy có cái mình giống như là mình được thưởng thức, mình thấy thú vị, kể cả những lúc bây giờ chị vẫn là một người bị gạt tới mức độ là làm rất nhiều mà gần như trắng tay á, nhưng mà chị vẫn có những cái gọi là những cái ngu dại mà mình hiểu được là đời là nó phải vậy, nó không phải lúc nào là nó cũng một cái đường tiến lên, một đường thành công hết, mà có thể là bị, thành ra nhiều người cũng nói chạc cho mặt chị vậy đó, nó bây giờ biết bà làm lại là bà vẫn tiếp tục là bị gạt như vậy, là không phải cái gì mình cũng khôn hết, mình cũng bị thôi rồi, nghĩa là thành ra chị vẫn chọn cái điều mà chị trải qua thì chị vẫn thấy thú vị hơn. Nhưng nếu cần phải bổ sung một cái gì đó thì cái điều em biết là chị muốn bổ sung một cái điều gì không? Tiếng Anh. Tiếng Anh. Ừ, tiếng Tại Anh. sao? Tại sao là Bởi tiếng vì Anh? khi á, bởi vì khi chị nghĩ rằng nếu mà tiếng Anh chị giỏi đó thì tất cả những cái điều mà chị làm á, nó nếu nói một cái điều này không không biết là người ta có cho mình xài hay không, nhưng mà cái thâm tâm chị nghĩ chị sẽ giúp cho Việt Nam nhiều hơn. Chị không nói chị giúp cho cá nhân chị, nhưng mà chị nói chị sẽ giúp cho Việt Nam nhiều hơn. Chị đó chị chỉ nói em đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chị rất tiếc rằng chị không đủ giờ để chị giúp, nếu mà nói được tiếng Anh lưu loát, không phải qua thông dịch để có thể trực tiếp được á, thì vẫn là giấc mơ của chị. Nhưng nếu mà chị đổ sức cho cái đó, chị không có giờ để chị ôm bao nhiêu việc mà chị đã kể và chưa kể hết cho em những gì mà chị đã làm. Bây giờ em hỏi Tại tiếp vì nha, cái vấn đề mà nói được tiếng Anh á, thì nếu mà chị tưởng tượng là chị nói được tiếng Anh 100% đi, thì chị làm được cái gì?
cái ý của chị là chị làm Bây ra giờ được những nè, bây giờ ví dụ như chị thấy có những cái tác phẩm từ phim tới truyện tới nhiều thứ mà chị nghĩ là người ta nói oan cho Việt Nam, hoặc là người ta chỉ nhìn như kiểu mù sờ voi, người ta chỉ nhìn cái gốc quốc mà người ta làm, ví dụ những phim Hollywood nó đã làm về Việt Nam, và mới gần đây cũng có nhiều phim làm về Việt Nam, mà giá như mà chị có tiếng Anh thì ít nhất chị không có sức để chị làm phim đi nữa, thì chị cũng có thể viết một cuốn truyện không phải ghi chuyện cá nhân chị, nhưng chị ghi những người mà chị tiếp xúc mà họ không được ghi vô chính sử, kể cả bên này lẫn bên kia đó. Thì nếu mà ghép nhiều miếng vá như vậy, người ta sẽ nhìn Việt Nam toàn diện hơn. Chứ chị thấy nhiều người với cái tiếng Anh lưu loát của họ đó, họ đã đưa ra một cái Việt Nam bị oan ức, bị thiếu, bị phiến diện, bị kiểu mù sờ voi. em đồng ý với chị, bởi vì em mới làm cái podcast này. Em đồng ý hoàn toàn. Mình phải phải làm sao mà quốc tế nhìn nước Việt Nam bằng cái lăng kính, cái cách nhìn khác. Tại vì cái người Việt Nam mình và cái sử và cái cách của cái người Việt Nam mình nó sâu hơn, mà nó lớn, mà nó rộng hơn. Em á, đi ngược dòng thời gian thì em ngồi em nghĩ là nếu mà biết thế hồi xưa đó là em học tiếng Việt thêm nữa. Y chang chị. Đáng nhẽ là phải học tiếng Việt mà lúc mà còn thí dụ 14, 15 tuổi là phải bổ sung tiếp tục, phải 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 học cho nó vô thêm chữ. Chứ còn ngày nay thì lớn rồi, nhiều khi cái tư tưởng của em tiếng từ tiếng Anh tiếng dịch qua tiếng Việt nó bị trễ lúc mà đang nói chuyện với người. Với lại em biết không, nhiều khi là mình phải chọn chứ, mình một giờ mình một ngày mình có 24 tiếng à. Mặc dầu có một bài báo viết về chị là tả chị là người của giờ thứ 25, nghĩa là một ngày 24 tiếng để đủ để cho chị làm, nhưng mà nếu mà để cho dồn cho tiếng Anh á, thì chị phải bỏ rất là nhiều cái khác, thành ra chị thành đau đớn mà có một cái phần khiếm khuyết bị một phần khiếm khuyết trong lớn trong mình để mình không diễn tả. Mà khi hồi nãy chị nói em là để chị giúp Việt Nam hơn là chị muốn nói chị giúp những người Việt Nam thầm lặng, những người Việt Nam không có cơ hội nói lên tả lại cái khúc đời của họ mà nó làm cho giàu có và đúng nghĩa Việt Nam hơn, hơn là những người khi người ta có một cái định kiến khác thì họ vẽ ra một cái Việt Nam khác. Thành ra nhiều khi chị cũng nói giỡn mà cũng mơ ước của chị là chị cố gắng chị làm cho những người mà chưa chưa đẻ ra đó, để cho nếu mà những người chưa đẻ ra mà họ chỉ căn cứ những cái mà được lưu hành á, thì họ sẽ nhìn Việt Nam vẫn là kiểu mù sờ voi, vẫn là mới thấy nó giống cái cột nhà, giống cái chổi chà, giống cái quạt, mà vẫn chưa có được một cái nhìn là còn có nhiều góc khuất khác nữa. Chị ơi, chị sống ở tiểu bang, hai tiểu bang phải không chị? Chị sống ở tiểu bang Texas với tiểu bang South Dakota hay North Dakota? North Dakota. North Dakota. Mà hai cái tiểu bang đó chắc nó rất là khác trong con người, mà trong người Mỹ. Hai cái tiểu bang đó nó khác, cái nhiệt độ nó khác tùm lum hết trơn á. Chị có thể giải thích tại sao mà chị sống ở hai cái tiểu bang đó và cái cách của người Mỹ hai nơi đó nó khác, nó giống nhau hay là khác nhau như thế nào? Chị thì chị coi như là gái lấy chồng thì gái theo chồng, ông xã chị ở North Dakota thì chị theo về sống thôi. Còn trước khi chị đi đó thì nhiều đứa nó nói ô bà có biết không, bà có biết cái chỗ đó nó như làm sao không mà bà dám nhận lời về sống cái chỗ đó. Chị nói thôi, tại vì vấn đề là em sống ở đâu vì con người ở đó, chứ không phải là vì cái chọn mình. Chị không có chọn cái nơi sống, mà chị lập gia đình thì ông xã chị sống đâu thì chị sống đó, mà xuống Texas này cũng vì gia đình chồng chị, má chồng chị ở đây, thành ra là ông xã chị lúc về hưu rồi đó thì mới phân đôi là sống nửa ở đây sống nửa trên kia, thì chị cũng đi theo ông xã chị thôi. Thì chị sống ở đâu thì chị cũng thấy ok, bởi vì nhất là bây giờ thời buổi toàn cầu rồi, mình vẫn làm việc online với lại Singapore, với Pháp, với Âu Châu, các tiểu bang khác, rồi chuyện nó bình thường mà. Và tính ra đó thì chị trong 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 thời gian Covid vừa rồi đó thì chị rất thích ở trên North Dakota. Bởi vì chị để giờ chị đi bộ, mặc dù nhiều khi chị đi bộ chị vẫn bàn kịch bản với Leon trong cái giờ đi bộ đó. Đó, nhiều cái bàn kịch bản lấy cái giờ đi bộ đó mà đeo headphone như em đó cùng bạn thì Leon là phải ngồi bỏ.
Rồi chị đi với lại đi qua nhiều cái vùng trên đó thiên nhiên nhiều, người ít. Bismarck là cái thủ phủ của cái North Dakota, nhưng mà hình như khoảng sáu mấy 66.000 người, nó cũng tăng lên bao nhiêu. Rồi sau này nó tìm ra dầu thì cũng có đông người tới, nhưng mà nó vẫn không có Xì đông xèo đúc. hả? Yeah. Không Mà không không bị xèo nên thích lắm. chị thấy cái người mà trên North Dakota họ họ có khác người ở Texas không? Khác em, nói chung là miền Bắc với miền Nam cái phong thái khác hẳn. Như như thế nào Một mà họ cái khác như thế nào? miền 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 Nam thì miền Nam mà nói chung những cái nơi mà cộng đồng mình ở đông đó thì nhiều khi lại cũng đem những cái không hay, cái tính không hay của người Việt vô, như là chen chúc rồi mọi thứ, rồi tốc độ vượt đường rồi nhiều thứ. Nó còn bên miền Bắc người ta nhã nhặn hơn, người ta sống từ tốn khoan thai hơn. Mà Bắc của chỗ chị nó cũng khác Bắc của New York, nhưng mà ông xã chị thì ông rất thích cái xứ lạnh, mấy người bạn xứ lạnh, mấy người bạn Mỹ xứ lạnh của ổng. Là ổng vẫn thích, nếu mà ổng chọn thì ổng vẫn thích là ổng lấy khí hậu có thể thể mình khống chế được, chứ cái con người thì ổng vẫn thích những con người ở vùng miền Bắc hơn. Nhưng mà ở cái khu mà North Dakota có người Việt Nam nhiều không chị? Gần như chị ít thấy lắm, hiếm lắm. Mà Thì đó có chị với chồng chị có một cái kiểu bằng quan hệ với những người Việt Nam trong cái vùng North Dakota không? thiệt ra đó, North Dakota mà Việt Nam ở đông thì nó ở Fargo, như trong phim Fargo đó, thì chỗ, cách chỗ chị sống tới 200 mile, em hiểu không? Far Thành ra cái chỗ chị đó gần như mới gần đây nó mới có một cái chợ chợ tàu, nghĩa là một cái chỗ mà nó bán rau, nó chở từ Minnesota qua. Mới gần đây, còn trước đó là nhà chị gần như là đi 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 chợ bằng xe với lại máy bay đó, đi công tác rồi mua ví dụ qua Cali rồi chiên cá rồi đem về mua rau mua rán này nọ, rồi lái tới chỗ Fargo cũng cách 200 mile, chị đi chở từ một gạo chở thành nước mắm gì phố về. chị đi từ một thành phố như là Sài Gòn 2005 mà chị về một cái Thì tiểu bang như North Dakota thì nó phải chấn động trong người chị, nó phải cảm thấy buồn quen chứ rồi chứ em ơi, quen rồi, tại tại vì cái cô bán máy bay chị cổ kêu là chị hết chỗ ở, chị về kinh tế mới của Mỹ. Tại vì em hình dung phi trường nó có bốn cái ghế, nó nhiều khi nó nhỏ hơn cái phi trường Pleiku nữa, em hiểu không? Thành ra đó là vé nó rất là mắc. Vé rất là mắc, phải đi chuyển tiếp qua một cái chỗ khác, đi qua hướng New York là mấy stop ở Minnesota, đi qua hướng Cali hay Seattle thì phải stop ở Denver, phải Nhưng mà nếu stop một mà cái là điểm một là người viết vé kịch rất là mắc. bản, một người như chị mà sống nhiều cái là phải nội tâm rồi viết ra có những cái tư tưởng thì chắc sống một cái nơi khí ho cò gáy như vậy thì chắc có lẽ là tốt cho những người mà nội tâm hơn không chị? Chị lại tự trách chị là chị vẫn bị một cái cực kỳ dở của chị là chị vẫn không say no với những cái mà chị không phải là coi như chị lớn tuổi là chị nghĩ quỹ thời gian mình ít, đáng lẽ mình dành cho cái điều mình thích. Là từ năm 2000 chị ý thức điều đó, bây giờ 21 năm rồi chị vẫn chưa bỏ giờ chị làm cái điều chị thích, mà chị vì những cái lời này nỉ làm cho người này làm cho người kia không. Thì trong lúc làm cho người ta cũng có cái mình thấy là mình vui, nhưng mà cái để giờ dành riêng cho mình ấy, thì chị hỏi em, một người bận rộn như chị đâu có giờ để mà buồn bã hay cái gì nữa em. Lúc nào cũng quá là mất giờ, bởi vì chị vẫn trách chị là phải biết say no hơn nữa để mà từ chối bớt những cái dự án mà nó không phải là mình nên bỏ giờ cho nó trong cái giai đoạn cuối đời này nữa. Nhưng mà em hỏi chị nè, làm sao mà chị có thể biết là những cái project, những cái dự án nào là tốt hay là những cái nó trung bình? Làm sao chị biết, làm Bây sao mà giờ chị như khi chị chọn đó thì không phải là vì nó tốt hay nó trung bình, mà vì cái quan hệ làm việc nó có làm cho mình vui hay không, em hiểu không? Ví dụ như là đã có bây giờ có những cái group làm việc nào đó mà mình thấy là
mình bị lợi dụng hay mình không được tôn trọng nữa đó, thì mình rút lui thì mình thấy vui hơn. Còn em biết vừa rồi chị cũng nhận có những em mà gọi là chị không biết mặt luôn. Có thằng em ở bên Cali nó gọi, nó nói chị có thể giới thiệu nó cho một ai viết kịch bản cho nó tốt nghiệp không? Kịch bản nó có 10 15 phút à để làm một cái phim tốt nghiệp em biết rồi. Thì chị kiếm ông ra, chị nói thôi thì để chị có ý tưởng này nó thích thì chị viết cho nó, cái nó ok chị viết. Rồi nó nói là nó sẽ trả chị thù lao gì đó, mà giờ này nó cũng chưa quay tại Covid mà chị cũng chưa nhận thù lao nữa, mà chị cũng chưa biết mặt nó nữa, nói chuyện qua cái phone, không biết nó xin ai số phone chị. Thành ra vấn đề đó là tại vì không phải vấn đề là thấy trước là cái này thắng hay thua, mà vấn đề là mình thấy nó trân trọng, mình thấy nó ít nhất là nó cũng cũng thú vị với cái câu chuyện mà mình đã thú vị lâu rồi, mình đã định tính làm với nhiều đạo diễn rồi, nhưng mà vì nhiều lý do các đạo diễn khác không làm được. Thế đâu có một đứa mà nó đề nghị cái mình có sẵn cái câu chuyện mình kể cho nó mấy chuyện, nó ô cái chuyện chị kể nó ba cốt truyện lần đó, cái nó ô cái cốt truyện thứ nhất đó là em thích đó rồi, nó ok vậy thôi để chị viết giùm cho, là chuyện đó xảy ra năm ngoái rồi đó, rồi nó bị covid luôn, thành ra hình như nó cũng chưa quay, nó hôm nay chị cũng chưa liên lạc, xém quay mấy lần rồi cứ bị covid rồi không chưa quay được. Một người đạo diễn em rất là mê cái phim là Leon Lê. Chị có thể kể em cái bằng cách nào chị gặp Leon Lê và được mời viết kịch bản chung với Leon Lê, kịch bản Sông Lan. Thì tại vì hình như lúc chị gặp Liên Lê đầu tiên là chỗ VIP á, chỗ liên hoan phim Việt thế giới ở Cali á, năm đó là chị được vinh danh Spotlight, là chị có cái đồng tác giả với Bùi Thạch Chuyên cái Sống Trong Sợ Hãi. Thì Liên Lê cũng đem một cái kịch bản phim ngắn qua đó, thì Liên Lê biết chị có hai điều. Thứ nhất là chị là dân cải lương, chị đã đào tạo nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, và bạn gay của chị cũng rất là đông. Thì lúc đó Leon mới là kể cho chị nghe một cái câu chuyện phim ngắn, nói là muốn làm cái phim như vậy. Là cái phim đó sau này là cái phim lấy cái tựa là All About My My Mother. Ok, đó cái phim đó đó. Thì lúc đó là bàn với Leon vậy thôi. Và cái lúc mà chị đi qua New York á, chị dựng cái bilingual quiz, hai cái vở kịch của chị đó, thì cái bà Tisa là cái bà người gốc Hoa ở đó, bà lại đưa cái list cho chị để có thể tham gia vở của chị là có tên Leon Lê. Thì lại gặp lại cái lần hai là gặp ở New York, và Leon trở thành diễn viên của chị. Thì trong đó là Leon là cũng nói về cái tình yêu cải lương. Leon nói trời ơi, mỗi lần em nghe em qua xứ người mà em nghe cái tiếng ca đờn nó cứa trong tim em vậy đó. Mà Leon lúc đó là dân múa và có đóng kịch, thì trong cái đó đó là chị là tác giả kiêm đạo diễn kiêm diễn viên luôn. Thì có một đoạn thiếu phụ Nam Xương thì chị đóng vai vợ, chị nói tiếng Việt, Leon đóng vai ông chồng thì nói tiếng Anh, và có một ca bài Sông Cước nữa, vui lắm, làm chị đó rất là vui. Tại vì lúc đó cái cảnh trí của chị đó, cái vở đó chị diễn Philippines rồi, và khi chị được cái quỹ của thành phố New York để nó mời qua diễn đó, rất là eo hẹp, rất là ít, thì đó có Thành Lộc qua nữa đó, thì cái cảnh làm bằng chia vẽ trên chiếu đó, ra cái chiếu đó, đó nó rải như được đống rác rồi sẽ khó người ta đó. Thì Lê ông với chị mới đi ra cái chợ New York để mà ra Broadway á, mấy cái tiệm bán giải chỗ Broadway á, mua giải về. Lê ông sáng hôm sau đi tập trễ, cái là ảnh 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 vẽ cái tranh để anh thay thế, cái là ảnh có thêm tài vẽ nữa. Thì ảnh cũng làm hết lòng với tụi chị về cái vở thơ thứ nhất, rồi về sau chị làm thêm một cái vở thứ hai nữa. Vở thứ hai thì Leon đóng mấy vai trong đó, tại vì vở đó rồi có Thái Hòa Lê nữa, em biết Thái Hòa Lê không? Thái Hòa Lê là đóng ở bên Vancouver đó, thì cũng làm với nhau cũng vui lắm. Thì mỗi lần làm việc chung thì Leon cũng nói là có mấy phim ngắn định làm vậy đó. Thì cái lúc các cái phim mà On About My Mother đó, là chị còn lúc đó chị qua New York chị làm việc cho Hà Phương, chị viết kịch bản cho Hà Phương, thì chị Leon mới là nói chị đi tới coi cái phim đó. Thì Leon nói cũng kẹt cái chỗ là
Lê ông mời toàn người Hoa không mà Lê ông muốn cái này nó quốc tịch Việt, thành ra chị mới xúi là cái cậu này cậu có người yêu tên tên là Việt thì chỉ còn có cậu kia tên là Việt là ok. Xong rồi Lê ông nói mới bàn với chị làm cái phim ngắn về cải lương nữa, lúc đó là Lê ông có mấy phim ngắn rồi, cái chị mới nói Lê ông ơi đủ rồi, phim ngắn nhiều rồi được giải rồi, bây giờ làm phim dài đi. Thế là có một cái ngày nghỉ tuyết lớn, nghỉ bên Hà Phương, đáng lẽ chị đi chơi bên UGC bạn chị á, nhưng mà chị nói thôi hy sinh cái chuyến đi chơi đó đi qua chỗ Leon để cồn bà cái sông Lam, thì gần như chỉ có một ngày đó là xong một cái treatment đó em, một ngày Wow. sáng coi như là trưa đó là Leon nấu ăn nó ngồi ăn ngồi gõ, chị đem laptop chị theo ngồi gõ là xong cái treatment rồi, xong ra sau đó là chị về chỗ chị đó là làm việc bằng phone. Wow, yeah. Nói chung không 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 mất thì giờ lâu, không không mất thì giờ giờ lâu cho cái sông Lam. Chứ hồi đầu thì cũng tính nhiều chuyện lắm, tính cũng làm cái phim ngắn về cải lương đó đó, thì định lấy cái rạp Hưng Đạo đổ nát nè, rồi Việt Kiều đi về nè, rồi đủ cái chuyện, rồi hình ảnh của Nam Cam của gangster, đầu Yeah. tiên là định câu chuyện của một anh gangster yêu con gái một ông trùm đó, đại khái rồi với một anh kiếp cải lương mối tình Tây Ba vậy đó, định là câu chuyện là vậy, nên nó biến đổi một hồi là thành thành ra vậy, nghĩa là trong trong bữa đó đó thì thành như Mà chị em vậy. hỏi cái này, chị nhìn cái một cái project đó, làm sao chị biết trong lòng của chị, trong trong tim của chị là cái một cái project có chất lượng? Một cái project là phải nhiều người, thì chị nghĩ là thường á những người cùng tụ với nhau làm cái đó đó, có thể họ có tính cách khác nhau nhưng họ phải cùng có chung một mục đích, cùng cảm xúc chung một cái mục đích đó, thì cái đó nó mới dễ thành công. Bởi vì chị rất coi trọng cái gọi là bạn đồng hành, các bạn đồng hành để cùng đi với mình trong cái project đó. Và thỉnh thoảng chị vẫn cảm ơn rất nhiều cái tác phẩm của chị sở dĩ mà thành công được là nhờ anh em góp tay vô. Anh em đó nhiều khi là đạo diễn, nhiều khi là diễn viên, nhiều khi kể cả hậu đài nữa. Bởi vì em biết nhiều khi chị đi dựng vở các đoàn á, chị luôn luôn chị đãi hai trận, một trận là chị đãi diễn viên, một trận là chị đãi riêng anh em hậu đài, anh em mà khung giá cảnh này nọ đó. Bởi vì anh em có những cái đóng góp mà ngộ lắm, không có anh em đó nhiều khi không có ra một cái tác phẩm tử tế được. Là chị rất quý trọng những người gọi là behind the scene đó. Cái đó là một cái quan trọng vô cùng, là những người mà behind the scene á, mình không thể mình thấy được ngay từ đầu, nhưng mà mình làm qua những ngày, những tuần hợp tác chung với nhau, những tháng hợp tác chung với nhau, là từ từ nó ra những cái chuyện nó xảy ra, không nói, không không giải thích được, nhưng mà nó sẽ xảy ra, là những người đã mang tới rất là nhiều cái hấp dẫn cho cái câu chuyện, hoặc là cái dựng cảnh hay là cái gì đó. Những cái đó cũng như là tỏi với lại muối với lại tiêu rắc vô cái món ăn. Chị, cái vấn đề mà chị dựng một cái kịch bản á, cái structure của một câu chuyện đối với chị là nó quan trọng hơn hay là cái linh hồn của cái câu chuyện? Chị hiểu ý Bây chị không? giờ mà nói về linh hồn á, thì chị nghĩ có một cái nó nhiều khi là nó nhỏ hơn linh hồn nữa, là tụi chị thường nói là cái hạt nhân xúc cảm á. Cái hạt nhân xúc cảm nó nhiều khi nó là một cái chấm thôi, mà không có cái chấm đó thì không thể có cái tác phẩm đó. Mà em nói rộng ra là cái linh hồn á, thì chị nghĩ á, một kiểu nào nó giống như là một cái trái tim á, là nếu không có cái trái tim đó đó thì cái tác phẩm đó là nó không có đập được. Nhưng mà về cái cấu trúc bên ngoài đó thì nó là giống như là một cái hướng di chuyển, cái trái tim nó vẫn nằm yên một chỗ và nó đập thôi, nó đập để cho cái sự sống có. Còn còn cái cấu trúc á là anh có cái sự sống rồi nhưng mà anh lạng kiểu gì, anh bay kiểu gì, anh đứng anh nằm hay anh ngồi, hay anh leo lên cao hay anh uốn lượn, hay là anh cà giật là gần như là cái vỏ, cái hình thức bên ngoài, cái sườn bên ngoài để cho cái trái tim đó nó có thể chuyển động được. Thì chị nghĩ là cái quan trọng vẫn là
cái hạt nhân xúc cảm là cái, như em nói là cái linh hồn, bởi vì không có cái trái tim á thì nó là một cái vật thể chết rồi. Cái cấu trúc đó em có làm coi như là hoa mỹ tới đâu, cầu kỳ lắt léo tới đâu mà không trái tim không đập á, thì nó cũng cứ ngắc nằm đó. Còn bây giờ cái cấu trúc á, thì như chị nói với em á, không có cái nào giống cái nào hết, thì nó mới thú vị, nó mới tạo sự độc đáo, mình mới nên bỏ giờ ra mình làm. Mà cái cấu trúc đó nhiều khi mình không nên làm độc đáo vì muốn độc đáo, không nên dùng cầu kỳ vì muốn cầu kỳ hay đơn giản vì muốn đơn giản, mà bản thân từ cái hạt nhân xúc cảm đó nó mới có một cái chìa khóa riêng để nó tìm coi cái cách đi nào, cái cấu trúc nào thì nó chứa được cái trái tim đó, thì nó có thể tăng hiệu quả lên cao nhất, tăng hiệu quả lên cảm xúc, cái cảm xúc hay nhất. À, trở lại cái chuyện sông Lan, một Cái trong câu những trả cái lời của chi chị tiết quá hay. đó. Quá hay. Thì tại vì chị sống chết với những cái tác phẩm, kể cả có những cái tác phẩm không ra đời được mà, nhưng mà mình cứ thương hoài, mình thương hoài bởi vì cái trái tim mình nó còn nhét ở trong. Nó bị kẹt cái cấu trúc mà nó không ra được, nhưng mà cái nhịp đập á, nó vẫn còn nằm đó. Thành ra chị mới nghĩ cái cách giải quyết là thôi bây giờ làm phim không được thì có cách nào mình chuyển thành truyện để nó vẫn còn sống được, thì cái móc tim ra đó là một cấu trúc khác thôi, truyện chỉ là một cấu trúc khác, còn phim là cấu trúc khác thôi. Bây giờ chị trở lại chút xíu chỗ sông Lan, khi mà gửi cái sông Lan đi cho một cái người bạn trong nghề đó, thì người đó lại thích một cái điểm, mà cái đó cũng là một cái điểm rất ít người để ý, nhưng mà chị rất thương, mà chị nhét nó vô sông Lan là chị thương lắm, là người ta nói người ta rất cảm động cái chuyện con bé hai bé ba, hai đứa bé mà nó bị thảm sát đó. Em nhớ Dạ nhớ. không? Tại vì cái đó chị đọc trên báo, báo đăng đầy em, báo đăng đầy là ô xã hội đen đi đòi rồi cả gia đình phải tự tử, có khi chết luôn, có khi chỉ còn ông cha sống, có khi bà mẹ sống, người ta muốn tự tử cả nhà để người ta trốn cái đó. Mà chuyện đó đăng rất nhiều, mà chị có cái kinh nghiệm ở Việt Nam, có nhiều cái anh đăng ở tin thời sự không sao, mà anh bỏ vô tác phẩm anh bị người ta không muốn đưa ra, người ta nói thấy xã hội đen tối quá, mặc dù đó là sự thật và báo có đăng, báo có đăng có nghĩa là được phép phổ biến, nhưng mà khi chuyển qua nghệ thuật thì lại thấy nó đen. Nhưng mà khi mà chị đã đưa được vô sông Lan cái hình ảnh hai con bé con đó, chị mừng quá. Mà mừng nữa là lúc mà đưa cho bạn bè tham khảo quá, thì người ta nói ồ cái chuyện về hai chàng trai, như người ta lại thấy nhói lòng về cái hai đứa con nít đó. Thì chị nghĩ là đó, cái đó là cái mà một trong những cái mà gọi là không đụng hàng đó. Mà cải lương là gì? Là để chia sẻ những cái cảm xúc đó của những người gọi là không nói được, thì bây giờ mình nói được dùm, thì mình nói trong những cái tác phẩm như vậy. Thành ra cái điều đó chị cảm nhận nơi, chị không không được ngồi ở trong trong lòng của khán giả sông Lan nhiều giống như Leon thì đi nhiều, nhưng mà chị may mắn chị qua Cali chị được ngồi trong khán giả, thì cái điều chị cảm động là những cái đoạn đó chị coi, chị thấy là cái gì mình cảm được khán giả cảm được, người ta cảm được bằng sự im lặng. Và những cái điều đó em, nó thú vị ở ở ở cái chỗ là có những cái cảm thông không cần lời nói ra, mà em cảm nhận là một cái khán phòng nó đông vậy mà chiếu xong người ta lặng đi, chị không kể ngoài những cái tràng pháo tay nha, mà cái sự lặng đi của người ta đó mình hiểu là khán giả này khán giả của mình, và mình cảm ơn là giống như cái tổ nghiệp hay cái đấng linh thiêng gì đó đã phù hộ cho mình chia sẻ được, người ta qua cái điều mình làm người ta cảm thông được, và điều đó là cái phần thưởng quá lớn cho những người sáng tác. Mà khi em bắt đầu em làm á, em không biết trước là em sẽ đạt được điều này, em hiểu không? Em không dè được, tại vì chị đã có nhiều cái trong lúc viết mình khóc mà mình nghĩ ra chiếu ra khán giả sẽ khóc, nhưng mà giờ chốt nó bị dè, thành ra những cái điều bây giờ mà chị làm được cái này cái nọ đó, chị cũng tin có cái thiêng liêng độ chị. Có những cái kịch bản em biết không, khi người ta đặt cho chị á, người ta vẫn không nghĩ rằng khi chị đi bươi móc ra đó, nó ra những cái chất liệu
mà người ta sợ, người ta nói thôi Minh Ngọc, cảm ơn Minh Ngọc đã đổ công nhưng không làm được. Chị kể ví dụ nha, chị kể ví dụ nha, chị kể ví dụ để mừng cái gọi là 30 tháng 4 trong nước đó. Lúc đó chị không biết, hình như kỷ niệm 10 năm hay 15 năm, một cái năm chẳng vậy đó, cái đài truyền hình đó, nó mới đặt chị viết kịch bản phim tài liệu về những người mà cái giây phút lịch sử đó người ta bước vô thành phố, bây giờ họ sống ra sao. Không ngờ nổi lên, tại vì đâu phải ai ai cũng sống một cái cuộc đời êm đẹp. Chị đi tìm được mấy cái ông gọi là biệt động rồi mà đi vô lúc đó đó, thì mấy ổng có ông ngồi nhậu với nhau, mấy ổng nói cô ngồi cô chờ chút xíu đi nha, cô sẽ nghe một tiếng trao bánh giò, là một trong những đồng đội mấy ổng, và những câu chuyện của mấy ông kể thú vị vô cùng. Có ông thì đi bán bánh giò, có ông thì đi về quê làm ruộng, có ông thì làm bảo vệ cơ quan, có ông cũng được làm đại khái cái gì đó, nhưng mà nói chung là cơ bản là buồn. Và họ kể cái giây phút đó đó, họ là những người á, ôm những cái cờ hai màu là nửa xanh nửa đỏ, thế thì á, còn cái nhóm khác cầm cái cờ một màu vô thì đã giành với nhau rồi, là anh vô trước hả, anh xí cái nhà này á, bây giờ anh bước ra giùm tôi đi, tôi là ở hướng khác tôi vô, giờ để cái này lại cho tôi. Những câu chuyện rất thiệt mà không sử sách nào ghi hết, mà do cái đề tài họ đưa ra. Thì chị Mitri ra chỉ có nắm một vài cái địa chỉ trong tay, thì từ địa chỉ này chị hỏi ra thêm cái địa chỉ khác, chị loài ra số phận của bao nhiêu người và bao nhiêu những câu chuyện hay trong và thật trong giai đoạn đó. Nhưng bây giờ người ta nói là không làm được thì đành vậy thôi. Mà chị tiếc là hôm vừa rồi chị dọn nhà đó, thì những cái tài liệu như vậy đó để có được chị đổ công cực kỳ nhiều. Mà cái đó chỉ là một cái kịch bản thuộc loại là nó ngã cái màu xám và đen nha, còn có những kịch bản không xám không đen nhưng cũng không làm được. Ví dụ như là cái năm đó thành phố nó nói muốn đưa ra những cái khuôn mặt trẻ của cái thành phố, thì dĩ nhiên trẻ họ có làm được cái gì đó, thì trong đó có cả những người khuyết tật, em hiểu không? Và chị cũng đi kiếm được nhiều người hay lắm, nhưng mà giờ chót thì cũng không làm được, tại vì họ nói là ô không có kinh phí. Nhưng mà để làm ra được một kịch bản cảm động, chị đi chị gặp những người đó cực kỳ hay. Mà bởi vì bây giờ chị nói, bây giờ chị có làm viết cái này cái nọ đó, chị phải cảm ơn những cuộc sống của những con người mà chị được tiếp xúc, chính họ, chứ không có hư cấu, không có tưởng tượng gì hết, chính cái cuộc sống của chính họ đó, bản thân nó đã hay rồi, mình chỉ là người á mình gom tới. Nhưng vì đây là một nghệ thuật tổng hợp và công nghệ, nghĩa là phải làm ở trong Việt Nam là phải có giấy phép, phải có sức một cái budget để làm, mà bây giờ chị chỉ là người ghi chép thôi. Và có thể có nhiều khi người ta còn có chỗ tử tế nó còn ứng tiền, có chỗ không tử tế nó còn mình làm nó giờ không làm nữa, coi như mình mất toàn bộ công sức đó. Lúc mà chị dạy học đó thì làm sao chị biết là cái đứa học trò có tài hay không có tài, mà nếu mà nó có tài đó, thì chị nói chuyện như nó bằng những cái ngôn ngữ như thế nào, và nếu mà nó không có tài đó thì chị có cho nó biết nó không có tài không, hay là chị có cảnh cáo hay là chị cho nó hay không? Cái chuyện mà tài hay không có tài đó, nhiều khi trong thứ năm thứ nhất cũng chưa có rõ lắm, nhiều khi nó phải đi với mình một thời gian, rồi có khi mấy đứa nó thuộc loại giống như là hoa quỳnh nở muộn đó, nó phát triển trễ. Có những đứa là ngay từ cái có em á, từ ngay lúc tuyển sinh á, là mình đã nhìn ra, còn có những em á, là và trong cái quá trình làm việc có nhiều khi nó có cái quá trình ngược nữa, nghĩa là những em xuất sắc trong lúc tuyển sinh, trong lúc học thì nó bị thụt lùi, và cũng có nhiều em hoa quỳnh nở muộn đó, nó trong một cái quá trình thì nó mới bật ra. Thì mình cũng thuộc loại là theo đuổi rất là kiên trì, bởi vì mình vẫn hy vọng là khi đã tuyển vô rồi đó thì các em đó cũng có những cái tố chất để mà cùng đeo đuổi nghề. Mình đó thì rất là vui vì đã làm việc với một cái cô mà nổi tiếng về sư phạm á, là cái cô nãy mình có nhắc là cô Tường Trân, là lúc tuyển mình vô đó, là cái lúc mà cô giao cho mình cái lớp chủ nhiệm của lớp Quang Minh Hồng Đào với Vũ Châu Vũ Nghĩa đó,
thì cô với mình mới tìm ra những cái phương pháp sư phạm mới. Và cô này đó là đệ tử chân truyền của bà Kinh Ben, mà bà Kinh Ben đó là đệ tử tử ruột của ông Stanislavski, là cái ông mà tổ về sân khấu của Nga, mà một người học trò của ổng đi qua New York có mở về những cái trường sản xuất về về diễn xuất mà những người nổi tiếng của Mỹ đã có học trường đó đó. Thì cái phương pháp sư phạm của ổng mặc dù hay nhưng mà nó cũng bị bao nhiêu năm rồi, nó cần sự cải tổ. Thì đến chừng làm việc với cô đó, rồi cô cũng rủ mình soạn ra những cái giáo trình giáo án mới. Thì một trong những cái giáo trình giáo án mới đó, thì cô muốn là đi những cái học mà nhất là học diễn đó, đi vô những cái cực kỳ cơ bản, ví dụ như là phải làm những cái tiểu phẩm không lời, những cái đi tới những cái trường mù để coi người mù người ta mất một cái giác quan thì người ta khai thác những cái giác quan còn lại làm sao, rồi đi sở thú để coi những con thú vật. Thì vừa rồi vui lắm, tình cờ đó là mình coi Hồng Đào nó trả lời một cái phỏng vấn với một cái cậu Hùng Hùng Lê Hùng ở bên Chicago đó, nó mới kể là hồi đó trong lớp á, nó đã từng diễm một cái con sâu. Hỏi lý do thì nó nói là tại vì cho diễm thú vật á, thì mấy đứa khác làm chó làm mèo làm voi, nghĩa là làm những cái con dễ rồi tới chừng nó là hết con rồi, thành ra nó mới chọn cái con mà chưa ai làm hết là một con sâu. Thì Đào nó mới nói với Hùng là lúc đó cô giáo cổ cứ nói là thấy làm con sâu cứ quằn quại hoài, cũng mới nói em ơi lúc nào em mới hóa thành một con bướm. Thì mình mới hỏi lại anh Đào, mình nói em ơi cái lúc đó người hỏi em là tôi hay cô Tường Trân, cái nó nói cô, nghĩa là tôi đã dạy qua mà tôi cũng nhớ nữa. Thì Hồng Đào hồi xưa đó nó cũng là một trong những người gọi là kiên trì, và lúc đó không có những cái gọi là rực rỡ, nghĩa là ngoài nhan sắc thì không nói, nhưng mà về cái chuyện lanh lẹ này nọ đó thì cũng không bằng một số em khác. Nhưng mà Đào được cái đó là lúc đó đã thấy cái tiềm năng Đào đó, giống như cái chuyện mà Đào đã chọn làm diễn cái con sâu là mọi người phải hình dung là đã có cái hướng, nhưng mình vẫn nói là phải tìm những cái gì mà người ta chưa làm và đã thấy là phải chịu khó, rất là chịu khó tìm tòi. Thì phải như sau này đó, khi mà Đào đi vô cái hướng mà đi Tấu hài với Quang Minh đó, bên cạnh mình cũng hỗ trợ về mặt kịch bản cho Đào với Minh, nhưng mà chủ yếu vô lo phần kịch bản vẫn là Đào với bàn những cái ý tưởng với mình để cùng soạn ra. Thì bây giờ cái tố chất đó, bây giờ gọi là để mà tìm ra đó, phải nói là đầu tiên mình phải có những cái phương pháp sư phạm tốt, để dầu cho khi đã tuyển vô rồi đó thì ít nhiều gì các em đó đã có tố chất rồi đó, thì vấn đề mình phải tìm ra những phương pháp để giúp các em đó bật sáng hơn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình ở vô một cái thế là rất là khó, ví dụ như là cái lớp cải lương mà họp nhau lại đó, thì mấy em đó thường chỉ một cái em bây giờ làm tài xế mà cũng đời sống cũng khá sung túc đó, thì mọi người nói là hồi đó đó thi xong đó là cô cứ trầm ngâm, cô nhìn em đó nói mình đó, cô cứ nhìn em đó em nói tôi nghĩ tôi không biết bộ bên giáo dục nghĩ làm sao mà cứ giữ em lại ở cái lớp này. Là nó nghe vậy là nó biết để nó tự xử đời nó rồi đó, là tại vì lúc đó mình ở vô mình đi về cái giả cái lương Trần Hữu Trang đó, thì cái thế là cái khóa một á là người ta mấy ngàn người, người ta mới chọn được 20 em vô cái lớp đó. Cái qua khóa thứ nhì á thì mấy trăm em thi nó rụng dần, cái vô cái trường cải lương đó thì ta chọn ra 20 em. Mình về á, là cái khóa thứ ba thì lúc đó nó xuống còn có khoảng chừng mấy chục em à để chọn vô cái lớp 20 người. Rồi tới cái khóa năm á, thì nó còn đèo đọt nữa, gần như đó là thi bao nhiêu nhận bấy nhiêu, tại vì lúc đó còn có cái màn gọi là chỉ tiêu nhà nước muốn là phải đào tạo khoảng chừng 20 em á, nhưng mà cỡ từ mười mấy em đi thi à, thành ra gần như là rước vô hết á. Thì là mấy cái người bên ban giám đốc nhà hát đi coi cái lớp mình thi xong á, đều rất là kiểu như là thương cho thầy cô á, nói là tụi nó giống như là các bạn hình dung người ta nói là những cái trái đèo đẹp á, những cái trái trên vàng bầu mà nó không còn có sung túc nữa đó, thì thấy là thầy cô rất là cực nhọc. Nhưng mà mình được một cái đó là không lãnh thì thôi, nhưng mà mình vẫn gần như đi với các em và cố gắng mài dũa với các em, đi tới cái mức nào mà mấy em cảm thấy là tuyệt vọng rồi đó thì mấy em nó mới gần như là tự buông thôi. Còn mình chỉ gợi ý nhẹ là nếu mà mấy em chọn cái người khác đó, thì sướng cho cái cuộc đời nó hơn. Thì đa số mấy em mà mình đã tới cái mức mà mình đầu hàng mà mình buông cái lời khuyên vậy rồi đó, thì đa số các em đó
khi buông rồi thì sau này gặp mình cũng đều rất là cảm ơn là lúc đó cô đã gợi ý cho tụi em buông chứ không có theo nữa. Hồi đó em cũng trải qua cái tình trạng đó. Hồi đó đi học ca với cô Thái Thanh đó. Em còn lúc đó 18, 19 tuổi. Cô Thái Thanh nói, em đừng bao giờ nghĩ là em sẽ là một người ca sĩ được lên trả tiền nha. Tại vì lúc đó là tại vì em không có nói được tiếng tiếng Việt đó. Dạ, thì nhiều khi không nói được tiếng Việt với là không có luyện ca, hồi nào giờ không có luyện giọng. Thì cô Thái Thanh nói là đừng có cũng như là một cái ảo ảo tưởng là mình sẽ trở thành một người ca sĩ. Cô nói sau một năm là cô nói thẳng 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 luôn. Cô nói đừng đừng nghĩ gì. Những cái câu chuyện mà chị sống bên bên Mỹ này được gần 20 năm nay, chị có thấy là có cái những câu chuyện của người người Mỹ gốc Việt chị có muốn kể không? Tại vì có lúc mà mình định đi làm cái phim tài liệu mà kể với bạn đó là về những cái người mà chọn nghề rồi hồi nhỏ thì mơ cái nghề gì, rồi bây giờ nếu U-turn lại là chọn cái nghề giấc mơ hay cái nghề thực tế, thì trong lúc đó đó mình chỉ làm định làm mấy khúc ngắn thôi, nhưng mà gặp người ta thì người ta lại sổ ra cả một cái quá trình cực kỳ thú vị. Mình mới nói trời ơi, mấy cái này mà ghi chép được đó thì người ta sẽ thấy là giống như một cái tranh cắt dán về Việt Nam á, thì nó mới tương đối là nó mới công bình hơn, cho có nhiều cái số phận, nhiều cái cuộc đời, nó không phải chỉ có màu đỏ màu vàng mà nó còn màu tím, màu green, màu xám, màu cầu vồng, đủ thứ nào trên đời hết. Thành ra một trong những cái câu chuyện mà mình cảm động đó là cái câu chuyện, bởi vì cái anh này anh kể vậy là cuộc đời anh cũng hơi giống giống với cái hoàn cảnh mình, là tại vì ảnh kể là má ảnh hồi đó đó là ở ngoài Bắc, di cư 54 rồi lấy ba ảnh là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà đến 75 có với nhau một cái đàn con rồi đó, 75 ổng mới khám phá ra là vợ ổng là một người gián điệp, mà nếu mà không làm gián điệp á, thì gia đình ở lại ở vùng miền Bắc á, thì sẽ gặp cái nguy hiểm. Mà ổng cái chuyện đó làm ổng tức, là giống như ổng nghĩ là giống như là lừa gối ổng mà để có một cái đàn con á, mà té ra là sống bên cạnh cái người khác chiến tuyến của mình mà mình không biết đó, là ổng muốn treo cổ luôn đó. Thì mình lúc mình nghe đó là mình tưởng là ổng treo cổ thiệt thiệt, là về sau mới biết là muốn treo cổ thôi, tại vì về sau cậu mới kể là qua Mỹ thì vẫn phải làm gì, phải có cha có mẹ, nhưng mà cậu lại sống tách độc lập ra, thì mình mới biết là treo cổ đó là một cái ý cậu nói là muốn treo cổ là ý muốn treo cổ thôi, chứ không phải là ổng đã treo cổ thiệt. Nhưng mà qua bên đây đó thì cậu nói là ba cậu cũng vì lòng nhân đạo cũng lãnh cho bà qua, nhưng mà vì qua rồi thì không không có sống chung, và bản thân cậu thì cũng phải trôi dạt, và trong những cái chỗ trôi dạt cậu như vậy đó thì cậu vô tù cũng có, rồi vô tù tốt nghiệp GED cũng có, rồi ra đi làm những cái công việc lúc mà chăm sóc mẹ trong nhà thương đó, thì cũng do cái số phận mà đưa đẩy cậu chăm, mà chăm sóc người mẹ mình, thì có những cái bà mẹ người Mỹ khác cũng coi như là nhờ vả, và trong khi bà đó thì con của bà rất là giàu có và bận rộn là trí thức nhưng không có giờ chăm sóc, nhưng mà nhờ cậu này tận lòng chăm sóc vậy, thành ra bà cũng chia gia tài cho một cái số coi như là về cái cổ phần trong cái những cái chỗ mà nó có thể kinh doanh tốt. Thành ra cậu trở thành một doanh nhân mà coi như sống rất là thư thả, mà cậu nói gốc từ là từ chăm bà mẹ ở trong nhà thương đó, những cái chuyện chăm sóc rất là đơn giản. Chị nghĩ là thôi cuối đời này là mẹ cũng không còn sống bao nhiêu, biết là mẹ cũng gây nên nhiều cái điều mà làm cho gia đình ly tán như vậy, nhưng mà bây giờ trước mắt mình là bà mẹ nằm nhà thương, cậu chỉ tận lực cậu làm, rồi chung quanh cũng có những người như vậy, thành ra cậu cậu về và hay lắm. Nên nói chung cái đó là mình chỉ nói một phần thôi, nhưng mà mình thấy cái cuộc đời cậu này cũng có rất nhiều gia đình Việt Nam người ta dính những cái người mà ở hai phe luôn á, thì họ cũng rất là đầy bi kịch, bởi vì họ là kết quả của những cái cuộc tình mà không biết là cuộc hôn nhân mà không biết là có tình yêu hay là vì nhiệm vụ, hay là vì nhiệm vụ trước tới tình yêu, hay là có tình yêu rồi được giao nhiệm vụ, thì
có những cái góc khuất như vậy đó. Và bây giờ nói chung nếu mà nói giọng là bên thắng bên thua đó, thì có những gia đình mình nó tổng hợp cả bên thắng bên thua vô, thì bản thân mình thì cũng đã lọt vô một cái tình huống nó bi hài, là ông cậu là người kháng chiến chống Pháp và đáng lý ra là phải được liệt sĩ, mà thường nó không cho thờ. Và bà mẹ mình cũng thuộc gọi là đã ở tù thời Pháp, và bà ở tù tới những dân gangster cũng có, rồi dân chính trị, mà những người làm lớn sau này như bà Cúc vợ của Nguyễn Văn Linh, bà Huệ, à, bà Huệ cho vợ Nguyễn Văn Linh, và Cúc lệ bà Huệ, rồi những cái bà mà được đặt tên đường này nữa đó. Nhưng mà đến chừng mà 75 xong đó thì bà già lại không được thờ cái ông em ruột là liệt sĩ, bởi vì nói để ở phường thờ chứ không cho bà thờ nữa, tại vì gia đình bà là gia đình Ngụy, mà nếu Ngụy thì cũng tội nghiệp ông già ông là thú y sĩ, là ông là bác sĩ thú y chích thuốc cho heo gà vịt thôi, còn ông anh thì bác sĩ thì ông phải vô thiết giáp, một ông anh nữa là đi trong quân, rồi ông vô pháo binh, nói là bên đó là bên phía Việt Nam Cộng Hòa là nhà mình là ba, còn bên kia là hai, thành ra tính ra là vẫn còn bị âm một. Họ tính kiểu vậy, rồi lúc đó nhà là bị muốn tịch thu để mà đưa đi kinh tế mới, để làm lấy cái nhà, để làm cái nhà mẫu giáo, tại cái nhà cũng lớn của ông ngoại để lại đó. Thì bà già lúc đó là bà phải đứng trước cái đầu xe để mà bà chặn lại, nếu không thôi là bị cán bộ liệng bàn ghế lên cái xe công nhông đó mà đẩy gia đình đi kinh tế mới đó. Mà bà già là coi như là bà là dân bản tù, bả là lần làm lớn không mà bả cũng không thèm đi khai báo. Có cái viết cái cuốn những tháng ngày tù ngục đó là tả lại cái ghi bả nằm trong cái danh sách mà những người không liên lạc được, bởi vì bả cũng không muốn liên lạc. Tới chừng mà sau này đến cuối đời bả thấy bả cũng yếu rồi mới nói thôi cho mẹ chở, tôi mới chở, bà già nó để chở mẹ đi gặp mấy cái người bạn cũ cho vui, thì nhắc mấy chuyện ở tù rồi cho vui vậy đó, chứ bà già cũng không có cái nhu cầu phải kiếm mấy người đó để gọi là kiếm cái thế mạnh gì để tính kinh doanh hay cái gì để mà sử dụng cái quen biết hồi xưa. Thành ra là hồi đó đó là lúc nào mình bản thân mình cũng cảm giác là có một cái thường chọc ông già bà già nói là giống như Romeo Juliet, mà ông già bà già mình cũng có 9 người con, nhưng mình cũng cảm giác là lúc nào mà bản thân trong người mình cũng có hai cái phe, giống như có một cái sông Bến Hải nó rạch chính giữa vậy đó. Thành ra bản thân nhiều người cứ nói là ô cái kịch tính của chị là gì, nó ô cái kịch tính của bản thân tôi đó là đã là cái kịch tính rồi, đã có hai hai phe đấu nhau trong người mình rồi Chị ơi, đó. Thành ra đó là một trong những cái câu chuyện về những cái người Mỹ mà gốc Việt mà mình gặp thôi, mà gặp như vậy rất là nhiều, nhiều người hay lắm, nhiều cái câu chuyện hay lắm. làm người thì lúc nào cũng mình đi tới đâu thì cũng phải những cái câu chuyện của những mẫu người rất là hay. Những năm kế tiếp này đó thì chị có những cái chương trình nào và chị có những cái ước vọng gì để trong cái cuộc làm trong cái đời của chị được đạt tới những cái gì? Thì thiệt ra đó thì một trong những cái cuốn mà mình được bán chạy không ngờ đó, một cái cuốn được tiền cao không ngờ, là một cuốn truyện viết cho con nít, là cuốn Năm Đêm Bé Xu. Rồi một cuốn bán chạy không ngờ là cái cuốn hồi ký viết cho Thành Lộc, lấy tên là Tâm Thành và Lộc Đời á. Thì nó làm cho mình chỉ mong làm sao đó mà dẹp hết mấy cái kịch bản phim này để mình viết, hồi viết lại chuyện cho con nít. Thì mình thấy nếu mà làm được cái chuyện đó thì mình rất rất là thích, rất là vui cái chuyện đó, bởi vì những cái chuyện ngắn mình đăng trên tạp chí mà thuộc loại người lớn đó, thì sau 75 in đó, thì có một anh họa sĩ là Nguyễn Trung, anh viết cái lời bình, anh có nhận xét là đây là câu chuyện của một đứa con nít mà nó không có cái tuổi thơ, thành ra mình rất muốn viết về cái tuổi thơ cho mấy đứa mà trẻ con, nhất là mấy đứa ở Việt Nam, để cho tụi nó cũng nhìn cho cái thế giới nó có cái gì lung linh của cổ tích, của huyền ảo, mà mình sẽ gom cho nó rất là đặc biệt, chỉ có ở Việt Nam nó mới đẻ một số cái chuyện. Mà trong những lúc mà đi làm diễn viên, đi đóng phim này nọ đó, mình đi nhiều vùng, mình thấy có nhiều vùng nó có những cái câu chuyện rất là hay mà cũng ít người người ta ghi chép lại. Rồi bên cạnh đó đó thì mình cũng muốn là nói cái vụ hồi ký đó thì cũng đã nhận tiền của một cái nhà xuất bản,
nói là muốn Minh Ngọc viết cái cuốn hồi ký của Minh Ngọc. Thì khi mình nghĩ là hồi đó mình đi ghi chép cho Thành Lộc, mình cũng đi kiếm khoảng chừng 5 nhân vật mình nhờ mình ngồi mình kể để người đó ghi lại. Nhưng mà sau một buổi nói chuyện thì mình thấy là họ có cái cảm nhận không giống như cái điều mình kể nghĩa là nó lọc qua lăng kính một người khác á. Thì Thành Lộc cũng nói trời ơi chị ơi chị viết được thì thôi chị tự viết đi chứ chị còn nhờ ai chi nữa. Nhưng mà hậu quả là cho tới bây giờ đó thì cũng không chưa hoàn thành được cuốn đó, nhưng mình nghĩ là chắc là mình sẽ tiểu thuyết hóa của nó, thậm chí có thể biến thành một cái dạng mà kỳ ảo, một dạng là fantasy, một dạng là nó không phải là loại hiện thực nữa, để coi như là nhòa nhập cái mức độ giữa thật và giả. Bởi vì có nhiều khi á, có những cái sự thật mà nó còn ly kỳ còn hơn hư cấu nữa, mà mình nói sự thật đó người ta không tin, bằng nếu mình khoác cho nó một cái hư cấu đó thì nhiều khi á, không phải là cuốn hồi ký còn như mình nói là một cái tiểu thuyết mà trá một cái hồi ký mà trá hình là tiểu thuyết đó, thì nhiều khi viết như vậy người ta sẽ tin hơn là viết một cái hồi ký như mình đã ngồi ghi chép cho Thành Lộc. Và lúc mình ghi chép cho Thành Lộc mình cũng có một cái tham vọng là qua cuốn truyện Thành Lộc người ta cũng thấy một phần thấp thoáng một khúc của lịch sử sân khấu Việt Nam. Bởi vì những cái đứa như Thành Lộc như mình là cũng lăn lộn quá nhiều qua những cái giai đoạn phát triển của sân khấu của Sài Gòn, nói chung là sân khấu của vùng miền Nam này chứ chưa có nói tới miền Bắc. Mặc dù miền Bắc cũng có xài một số kịch bản mình, mấy đoàn cải lương, nhà hát cải lương trung ương này nó cũng có xài kịch bản của mình, nhưng mà nói chung là qua cái ghi chép của cái hồi ký tiếng hồi ký, nhưng mà mình cũng muốn là mấy cái người trẻ đó sẽ hiểu được là đã có lúc là sân khấu nó có những cái giai đoạn như vậy. À, vui lắm, đây cũng kể luôn là cái lúc mà mình dạy lịch sử sân khấu Việt Nam cho cái trường khoa học sau nhân văn đó, thì trong tay không có một cái gọi là giáo trình giáo án gì hết, mà ngay cả miền Bắc cũng không có nữa, mà người ta ngay cả cái mặt trận giải phóng miền Nam người ta cũng không ghi lại hay là nó có một cái gì nữa, thì đừng có nói gì Sài Gòn người ta không có ghi lại là Sài Gòn đã có những cái mang kịch như thế nào. Thì mình mới yêu cầu là coi như bắt đầu đi kiếm tài liệu và phân cho từng tổ, mỗi tổ viết về cái giai đoạn từ năm mấy tới năm mấy, thì mình giác cái bao bố kịch ở nhà vô để bắt mấy em đó đọc và vừa diễn và vừa thuyết trình để cho biết được sân khấu Việt Nam những kịch của Lưu Quang Vũ này nó đưa cho giao cho các bạn đó làm thuyết trình về thứ. Thì một trong những cái buổi dạy đó đó mình có đóng cửa lại để mà mình diễn một cái màn độc thoại, nó có 10 vai từ 8 tuổi tới 88 tuổi, nhưng mà qua cái màn độc thoại đó giống như coi như là giảng bài một cách trực quan sinh động, nghĩa là qua những cái khúc mình diễn lại đó thì mình diễn lại có những cái mình làm tác giả, có cái mình làm đạo diễn, có cái mình làm diễn viên, thì các em cũng hình dung ra được năm 70 mấy thì có cái này, năm 80 mấy có cái này, thì thay vì không có phim thâu lại để chiếu cho mấy em đó coi thì mình diễn cái đó thì mấy em đó nó hình dung ra được là đã có những cái giai đoạn đã có những cái loại kịch như vậy đó. Thì mình cũng mong là mình sẽ có lúc mình viết được cái cuốn gọi là hồi ký trá hình qua một cái hình dạng có thể là thành một cái tiểu thuyết trinh thám cũng không chừng. Hôm nay em cảm ơn chị đã dành rất là nhiều thời gian ngồi nói chuyện với em. Em hy vọng thí dụ cuối năm nay hay là sang năm tới mà bắt đầu đi về Việt Nam rồi em với chị làm những cái công việc làm phim hay là cái gì đó thì có cơ hội được nói chuyện thêm với chị. Rồi chị cũng mong là có cái công việc làm chung á, thì mình giống như mình để lại tặng đời một cái cụ thể hơn là ngồi đây mình nói cái gì đi nữa cũng là những cái câu chuyện cũ đã qua, mà nhiều khi mấy chuyện này nhiều khi là phải xếp lại để lo những cái chuyện trước mắt hơn. Tại vì hơn ai hết mình ý thức là cái quỹ thời gian không không còn nữa, mà cũng nói thiệt luôn á là cái lúc này rất là không phải vì tình hình Covid không, nhưng mà mình rất trăn trở về cái vấn đề sống chết. Mặc dù cũng có lúc mà giống như là mình muốn tụng cái câu kinh của Ma giáo đó là sống chẳng lấy gì làm vui, chết chẳng lấy gì làm khổ, người đời thương ta lo âu hoạn nạn quả thực quá nhiều, ước gì ngọn lửa thiêng này thiêu tấm thân tàn của ta. Nhưng mà biết là như vậy nhưng mà vẫn gần đây cảm giác đó là một trong lý do mà mặc dù dời hoài nhưng mà mình cũng không muốn là dời nữa cái buổi nói chuyện này, bởi vì bây giờ cái cuộc sống nó vô thường lắm, mình cũng không biết còn còn trụ bao nhiêu. Bây giờ hàng đêm cái điều mình vẫn lo là trong đầu vẫn còn nhiều cái nhân vật nó còn lúc nhúc trong đầu nó muốn ra, nhưng mà mình cứ đi nửa chừng hoặc là còn nợ nần nó chưa để cho nó ra được,
thì mình nghĩ đó là cái món nợ cho chính mình đó. Mình phải nhổ cho nó ra tại vì mình Em đã cảm nuôi ơn. nấng nó một thời gian rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Không có gì, cũng cảm ơn Ken đã tạo cho mình cái cơ hội này để mình ít ra mình cũng còn giữ lại cái gì đó chứ không thôi mọi thứ là nó sẽ trôi tuột và phôi pha hết. Rất cảm ơn, Nhưng mà và rất cảm em hy ơn những vọng ai được, theo dõi. em hy vọng được ngồi nói chuyện với chị trong năm tới hay là vài năm. Hy vọng Em rồi, hy vọng là như hy vậy, chứ cái này vọng. là, cái này là cái cuộc đi đầu tiên giữa em với chị nói chuyện về trên 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 cái cách này, nhưng mà hy vọng là sẽ có 2, 3, 4 lần, 5 lần nữa, chứ không có phải là lần này là lần đầu tiên. Đúng rồi, là tại tại vì cũng còn một số ý, ví dụ như là câu là ba cái mà mình thích nhất nè, rồi ngoài ra là còn thích những người hỏi về cải lương, về rap, về nhiều thứ nữa. Ok vậy ha, Ok, và em cảm rồi ơn chị mong là có nhiều. cái dịp nào mình có giờ thì mình nói chuyện thêm rồi. Và em cảm ơn Ok chị, em chào chị. bye. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.